Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào buổi số 6. Bây giờ mình sẽ share cái màn hình ha. Rồi, ai đã thấy được cái màn hình rồi nào? Màn hình slide của mình đây nha. Người đã thấy. Thấy được màn hình chưa? Thấy rồi, ok. Thấy hết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào buổi số 6. Buổi số 6 này mình sẽ học là lệnh revolve. Revolve rồi, bây giờ mình sẽ học qua đó là sweep. Sweep này nha. Trong cái folder Tom vẫn chưa thấy à. Rồi, ok, chờ mình xíu. Rồi, share string nè. Rồi, mọi người thấy chưa? Ok. Anh Thắng thấy chưa? Anh Thắng ơi. Rồi, ok nha. Bây giờ mình sẽ học qua cái buổi số 6 đó là bài tập sweep. Sweep nè. Mọi người bấm vào cái ghế nè. Mọi người bỏ trong này rồi. Thì ở trong đây nó có ba cái file sweep thường là dùng để làm những cái hình này nè. Như lò xo nè. Lò xo đều nè và lò xo này lò xo nè là chỗ lớn chỗ nhỏ nè và cái bước của nó cũng là lớn nhỏ luôn, còn lò xo là đều luôn. Đường kính của nó rất là đều và cái độ xoắn của nó cũng là đều. Rồi, thằng này cũng vậy luôn. Cái chỗ này là cái thanh uốn nè. Thanh uốn này nếu mình không làm bằng sweep á, thì mình làm bằng revolve nó rất là cực. Rất là khó nha. Nó lâu. Còn cái ghế này cũng vậy luôn. Cái ghế này nè, từng cái thanh ghế này nè. Đó là cái đường này. Nếu mà mình dùng sweep, trút hay là revolve để mà làm thì rất là nhiều lệnh để nối nó lại. Rồi bây giờ mình qua. Ví dụ như mình làm cái này đi. Cái này thì mình vừa học cái lệnh sweep và vừa học được đó là lệnh tạo lò xo. Đường xoắn á, tạo lò xo xoắn này nè. Rồi, còn bài này. Bài này thì nó là một cái dạng điển hình của sweep rồi. Đây là cái một cái gọi là giống như cái dầm chữ Y nè, nó uốn cong theo cái đoạn này nè. Uốn cong theo chỗ này ha. Rồi, cái là chữ Y nó chạy theo cái đường dẫn ở ngoài này nè. Đó, rồi cái chỗ này nữa. Thôi, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái bài này. Vừa hướng dẫn cái bài này và vừa áp dụng luôn cái lệnh sweep thì mọi người sẽ hiểu là sweep nó thực hiện như thế nào nha. Đối với cái bài này thì mình sẽ vẽ cái cục này trước nè. Đây, tức là cái hình này nè. Extrude nó lên là 152.5. 152.5 nha. Tiếp theo đó là mình vẽ một cái đường dẫn cho thằng này. Cái đường dẫn thôi, cái line từ đây qua đây, xuống đây, ra ngoài đây, cái tim này nè. Rồi bắt đầu chỗ này mới fillet, chỗ này mới fillet. Đo đủ kích thước fillet. Rồi trên cái mặt đây nè. Mọi người thấy cái cạnh này, cái mặt này không? Đó, nó có một mặt đứng này nè. Mặt đứng đó vẽ một cái hình chữ Y như thế này. Rồi dùng chữ Y đó để chạy theo cái đường này là nó sẽ ra cái thanh này. Còn cái đầu này mình revolve nữa là xong. Rồi nha, bây giờ mình bắt đầu nè. Tạo cho mình file mới. Park. Ok. Rồi. Tên mặt top. Rồi sketch. Vẽ cho mình một cái đường centerline. Đi ra để lát nữa mình có cái này đối xứng. Rồi, double click để thoát lên này ha. Mình mở này lên. Thì từ đây nè, đi ra đây nè. Rồi, từ đây đi vuông, đi lẳng lên, đi ngang qua, đi xuống và đi về đây. Cái chỗ này mình fillet sau.
Rồi, like nha. Like, chọn từ đây, đi lên đây. Đi qua đây. Đi xuống. À, về đây. Rồi, mọi người, đo kích thước cho mình. Từ đây đây là 475. Smart Dimension nha, chọn cạnh này. Điện Centerline này. Phải kéo qua bên này luôn. Đó là 475. Tiếp theo, đó là cạnh này là 300. Từ đây nè ha, qua này. Sẽ là 300. Từ cái tim này lên đây là 175. Đây nè, lên đây nè. Là 175 nè. Đó. Còn góc này là góc 90 độ. Tức là từ đây tới đây sẽ là 45. Rồi. Mọi người fillet cái góc chỗ này cho mình. Fillet chỗ này đó là sẽ là 132.5. 132.5 nha. Fillet. Rê vào đây. Cái 10 nhỏ này ha. Bây giờ mình sẽ nhập vào là 132.5. Rồi. Ok. Mình còn thiếu một phần. Đó là cái slot này nè. Cái slot này. Mình vẽ vào đây luôn. Mình chọn cho mình lệnh slot. Lệnh slot đầu tiên. Hoặc số 2 gì cũng được. Số 1 này ha. Mình vẽ ở đây. 1. Kéo ở đây. 2. Kéo ở đây. 3. Rồi. Cái này. Mình đã bấm vào nút Add Dimension nó cho nên nó có kích thước luôn nè. Rồi. Mình phải cần điều chỉnh lại một xíu. Đó là mình nhấn Control. Mình chọn cái đường Centerline này nè. Với lại cái đường này nè. Nó phải song song với nhau. Nè. Song song này ha. 125 và 62. Này sửa lại, double click vào này thành 62 đúng không? Và double click thành 125. 125. Từ cái tim này nè, ra cái góc này nè. 100. Theo cái kiểu đứng này. Đây ha, Smart Dimension lại từ cạnh đứng này nè, lên tới cái tim này nè. Là 100. Đấy. Chỉ còn lại lên xuống cạnh ngang này là 65. Cạnh ngang này nè. Tới cái tim này nè. Là 65. Đấy. Ok. Bây giờ mình quét hết tất cả những cái phần này nè. Mirror qua cạnh ngang này là được. Chọn Mirror. Mọi người có bên mọi người có trục trặc gì ấy, thì mọi người bấm Mirror lên và nói cho mình nha. Rồi. Chọn Mirror nè. Và bấm vào đây. Quét. Nhấn chuột trái. Nhấn chuột trái này. Nhấn giữ luôn. Nhấn giữ chuột trái và quét từ dưới lên trên nè. Đó. Rồi. Cái đường ngang này là mình chọn đường slide này. Bấm OK cho mình. Rồi nha. Xong. Mình chọn Add Truth thôi. Add Truth mình xác định cái độ dày này nè. Là 152.5. Rồi. Chọn Add Truth nè. Mình cho cái là 152.5. Đi lên. Giờ mình đảo đi xuống cho nó đẹp nha. Bấm đi xuống nè. Rồi. Ok. Đó. Thì mình có được cái phần này rồi. Phần tiếp theo đó là cái phần mà cái dòng chữ Y này nè. Nó được uốn theo cái hình này. Đây. Nó tiếp xúc đầu trên nha. Đầu dưới nó hở một xíu này. Tức là cái chữ Y này nè. Nó không có chạm với dưới này đâu. Tại vì cái chiều này là 100 thôi. Mà cái tổng chiều dày của thằng này là 152 lần, cho nên nó có hở đoạn này là khoảng 52.5 nè. Rồi, chọn cho mình cái mặt nào mà nó chia cái thằng này ra làm đôi nè. Chia làm đôi nè. Đó, còn nếu ai không có cái mặt đó đúng không? Thì bấm vào Feature, Reference, tạo cho mình Plane. Để bấm vào đây. Và bấm vào phía bên này. Đó, thì có được cái mặt giữa đó. Còn hiện tại do mình đang vẽ ngay cái trung điểm luôn. Trung điểm mình có đường satellite ngang đi qua, đối xứng nửa bên này và nửa bên này, cho nên là lấy lại được cái mặt front này luôn nha. Bấm cho mình mặt front, ta sketch quay hướng vuông góc nha. Rồi thu chuột nhỏ lại một xíu, chọn cho mình lệnh line nè, bấm vào đây, kéo qua, đi xuống, đi qua đây. Rồi double click để thoát nó đi ha. Thì nó nói là từ cái đoạn này nè tới cái mép này nè là 700. Bây giờ mình đo Smart Dimension từ cạnh này nha tới ở đây nè, kéo xuống này nè là 700.
Rồi. Ở đâu nữa? Bây giờ mình phải fillet hai cái cung này đi, cung này với cung này nè. 215 nè. Bây giờ mình chọn fillet nè. Mình nhập là 215 nè. Nhập vào cung này. Ok. Rồi. Cái cung chỗ này là 100 nè. Mình nhập chỗ này là 100. Nhập vào đây. Ok. Thì đó bây giờ mới có những cái tim này nè, mọi người để ý cái tim này nha. Và cái tim này nè. Đó, thì mình mới có cái để mình đo được. Rồi, tim này, từ tim này tới tim này cách nhau 70 nè. Smart Dimension nè. Tim này với cái tim này nè. Kéo ngang qua đây nè, là 70. Đó. Tiếp theo là từ cái tim này nè, đi ngang qua cạnh đứng này là 120 nè. Từ cái tim này nha, tới cạnh đứng này nè, kéo xuống này là 120. Tiếp tục, từ cái tim này đến cái cạnh này là 215. Từ cái tim này nè, tới cái điểm ngoài này nè, là 215 nè. Rồi. Rồi, đâu còn gì nữa. Kích thước coi như là mình lấy hết rồi. Và cái hình đường line này của mình nè, nó cũng đen luôn rồi, nó cũng không còn gì đường xanh nữa, cho nên á là đủ điều kiện rồi. Ok, cách này đi thì mình mới có một cái đường dẫn thôi đúng không? Cái đường này nè, đường uốn, gọi là cái đường uốn cong của cái thanh dầm đó đó. Rồi mình quay lại cái mặt này, mặt này nha, tại mình sketch đó, vẽ cho mình một cái chữ Y ở đây. Thì chữ Y này á, tạo cho mình đối xứng thôi. Vẽ lên một cái đường centerline từ đây nè. Đi xuống như này nè. Hoặc là lên trên này cũng được luôn. Xuống này đi. Để lát nữa mình vẽ đối xứng. Rồi bây giờ mình chọn line nè. Chọn line. Từ đây nha, đi qua nè. Đi xuống nè. Đi vô nè. Xuống nè. Đi qua đây nè. Đi xuống nè. Và về lại điểm này. Đó. Rồi, mọi người đo cho mình kích thước của chữ Y này. Cái độ dày của hai cái tim này là 20 nè. Và từ đây vào đây là 20 nha. Chọn Smart Dimension. Chọn cạnh này nè. Vào cái đường center line này nè. Và kéo qua bên phải luôn. Nhập cho mình đó là 20. Đó, nó mỏng lại nha. Cái độ dày từ cái đầu này qua đầu này là 75. Từ đây qua bên này sẽ là 75. Rồi, mọi người lưu ý cho mình á là cái đường này nè, thoát lệnh đôi Smart Dimension đi, nhấn ngay kép nha, nhấn mình Control, tiếp tục là nhấn Control nè, chọn cái thằng này và cái thằng này, chọn cho mình là Collinear nè. Đó thì nó sẽ trùng với nhau về cái phương đó. Thằng này 20, độ dày này nè, 20 Smart Dimension. Cạnh này nè, kéo ra đây là 20. Thì đối với cái hình này á, thì cái cạnh này nè với cạnh này, nhấn Ctrl chọn hai cạnh đó bằng nhau rồi chưa. Độ tổng độ dài, độ cao của chữ Y này là 100 nè. Smart Dimension từ trên này nè xuống dưới này nè, kéo ra đây đó là 100. Rồi bây giờ mình chỉ cần may rơ cái nửa chữ Y này qua bên này nữa là xong. May rơ nè, để đây nha, để chuột ngay chỗ này, nhấn giữ chuột trái quét lên đây này. Đó, nó có tam giác ha. Đó, nó quét được những cạnh này nè. Rồi, bấm cho mình cái cạnh đứng này. Cạnh đứng này nè. Thì nó thành chữ Y đó thôi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ nói qua cái lệnh sweep. Nguyên lý của nó như thế nào? Nguyên lý của lệnh sweep. Mọi người á, lệnh sweep ở đây nè. Mọi người sẽ hình dung á, nó lấy cái chữ Y này nè. Chữ Y này, nó chạy theo cái tiết diện của hình này nè. Đó. Để nó tạo ra được cái khung dầm nha, nó chữ Y này nè, nó chạy theo cái tiết diện của hình này. Tương tự đối với cái ví dụ như cái này đi, cái ghế này đi, thì nó lấy cái đường cái chân này nè, mình chỉ cần vẽ một chân thôi nha, tại vì bốn cái chân này như nhau, mình sẽ vẽ xong mình nhân cái chân này ra làm bốn thôi. Cái chân này nó sẽ chạy theo cái tiết diện là từ đây uốn cong về đây, đi thẳng xuống và uốn cong chỗ này, đi thẳng lên một đoạn nhỏ. Và mọi người để ý cho mình là cái đường, cái thanh sắt của này nè, là tiết diện của nó
là 2, 4. Còn cái chỗ AA này nè, section AA này nè, mới là một cái thanh, đó là phi 3. Cái này là một cái hình minh họa thôi nha, một cái mô hình thôi nha, chứ không phải là một cái ghế thực tế. Ghế thực tế là không có phi 3 như thế này, rất là nhỏ. Đó. Từ đây qua đây nè, đi theo tiết diện này nè, đó là cái hình elip đó. Thì cái điều kiện để nó chạy được là sao? Là cái tiết diện này nè, mọi người thấy cái chữ Y này không? Nó phải vuông góc với cái đường này nè. Đó. Thì nó mới chạy được nha. Cho nên nếu mà cái hình này nó vẽ trên mặt ranh, thì cái elip này nè, vẽ ngay cái đầu này luôn, thì nó phải vẽ trên mặt right mới làm được điều đó nha. Đó, thì nó phải vuông góc với cái đường dẫn đó mới làm được. Rồi, chọn cho mình feature nè, chọn cho mình sweep board bay. Sweep board bay, chọn cho mình đó là sketch profile, xuống ô này nè. Cái ô đầu tiên này mọi người để ý cho mình nè, cái vòng tròn này nè nó sáng xanh lên, còn cái đường cong này nè nó bị đen. Thì cái chỗ này nó nhấn mạnh cho mình á, là mình chọn cái profile của nó, tức là cái tiết diện của nàng này nè, mình có thể chọn vào cái chữ Y này đó. Rồi xuống cái chỗ này, cái ô thứ hai, thì cái này nó sáng xanh lên cái gì, là cái đường cong. Đường cong là cái đường cong này nè, nó đại diện thôi chứ không phải là nó trực quan cho mình biết vậy thôi, chứ không phải là chính xác là cái đường cong như thế này. Đây mình bấm vào ô đây, mình chọn cái đường cong này, tích đại một đường nào đó cũng được nha. Đó, thì nó sẽ lấy cái chữ Y đó. Mọi người thấy chữ Y này không? Chỗ này nó cũng có chữ Y nè, chỗ này nó cũng có chữ Y nè, thấy chưa? Y nè, đó, nó sẽ chạy theo cái dòng chữ Y đó và ra tới này, nối vào đây nha. Ok, đó, nó sẽ ra được cái dòng chỗ này, còn thiếu một phần đó là cái đầu chỗ này, cái đầu tròn ở đây. Lôi lại cái đầu tròn chỗ này nè, cái đầu tròn chỗ này mình phải phân tích một xíu, phân tích một xíu. Cái này á, từ thanh này nè, đất đứt này nè, đó là cái này, đất đứt đó là cái đoạn này nè, thì cái đoạn này là bằng 20. Thì mọi người thấy cái đoạn này bằng 20 nè ha, thì chỗ này cũng phải bằng 20 nè, từ đây qua đây cũng 20 nè. Thì cái phi này nó nói là bao nhiêu? Phi này là phi 70 nè, nó cộng qua đây 20 nè, nó cộng chỗ này 20 nữa nè, tức là nó cộng vô chỗ này là 40 nữa, thì cái phi chỗ này nó trở thành là phi 110 đó. Cái phi vòng tròn đó nè, 110, cái này là R80. Rồi bây giờ mình sẽ chọn tiếp, chọn tiếp cho mình cái đầu ngoài này nè, cái đầu ngoài này tạo mình sketch. Rồi vẽ cho mình một cái đường centerline, centerline trên đây nha, đây vẽ xuống đây. Rồi đắp lấy ra ngoài để có cái tầm, lát nữa mình quay cái trụ đó. Giờ mình chọn line để vẽ lại từ đây nha, đi lên này, đi ra ngoài đây, đi xuống đây, ra đây, xuống, ra đây, xuống đây, và về lại cái điểm bắt đầu. Cái đường này nó bị xiên đúng không? Bấm vào đây, chọn nó nằm ngang về. Hai cái này nó sẽ collinear với nhau, nhấn Ctrl, chọn thằng này với thằng này cho collinear. Tiếp theo, nhấn Ctrl, chọn thằng này với thằng này bằng nhau. Tiếp theo đó là đường này nè, với cái đường này nè, collinear. Đó. Cái R từ đây tới đây nè là R80. Thì bây giờ mình nhập vào đây, Smart Dimension, mình chọn từ cái tâm quay này nè tới đây nè sẽ là 80. Rồi từ đây tới đây mình phân tích lúc nãy 70 cộng vào 20 cái độ dài nè, 20 rồi nè, 20 rồi nè, thì nó sẽ phi cái phi lớn của thằng này nè, phi đường nước Đức á, sẽ là cộng thêm 40 nữa, cộng 20 cộng 20 nó là 40, là 110. Bây giờ mình sẽ Smart Dimension, bấm vào đây nha, bấm vào cái đường centerline lúc nãy nè, rồi kéo qua bên trái sẽ nhập là 110 đó. Rồi
Bây giờ mình xoay cái dòng này nè, chọn feature nè, nhấn giữ chuột giữa và quay lại xíu nha, chọn feature nè, revolve nè, nó sẽ bắt vào cái trụ này nè, cái tâm này nè, bắt vào đây để nó quay, còn không á thì mọi người bấm vào cái cạnh này cũng được luôn. Rồi, ok. Đó, thì nó sẽ xoay cái chỗ này ra nữa. Bây giờ thiếu là thiếu cái lỗ phi 70 thôi. Phi 70 chỗ này nè. Phi 70 cái lỗ này nè, đục lủng qua. Thì mình bấm trên mặt này thôi, tạo cho mình sketch. Bấm được tròn. Làm sao bắt được cái tim ở đây đúng không? Thì mọi người re vào cung này nè, đợi cho nó 1-2 giây gì đó thì nó sẽ sáng cái tim này lên. Đó, một nè, kéo ra nè. Mark dimension cho nó, phi này sẽ là 70. Rồi, mình feature attribute thằng này đi. Chọn true on cho nó lủng qua luôn. True on là lủng hết, lủng xuyên suốt thằng này qua luôn. Ok. Đó. Rồi, trong đề mình còn thiếu một phần nữa. Đó là cái góc fillet chỗ này nè, R10 nè. R10. Chỗ này nó cũng có fillet chỗ xíu luôn mà nó không nói bao nhiêu hết, thì mình lấy đại là R10 ở đây luôn. Ha, lấy đại R10 ở đó luôn nha. Bây giờ mình chọn feature, chọn fillet nè. Và nhập cái này là 10. Đây. 1 2 và bấm mất chỗ này nữa, 3, quay qua, nhấn vô chuột giữa quay qua bên này, 4, 5, và đây nữa, 6, ok. Đó, bấm vào hướng isometric, nếu mà nó vẽ cái hình như thế này là đúng, ẩn cho mình cái góc tọa độ này đi, đó ha, ẩn đi, rồi. Bây giờ mình quay về, mọi người bấm cho mình Ctrl 1. Một bàn phím là nha. Nè, Ctrl và số 1 nè. Ctrl và số 1. Nó đưa về hướng trước. Đó là hướng hình chiếu đứng. Đây này, cho đứng này nào. Và Ctrl quay lại select. Ctrl 3 là ở phía trước bên cạnh nè. Ctrl 5 là ở trên xuống nè. Tắt mấy cái shadow rồi đi ha. Đó, Ctrl 5 là ở trên xuống nè. Ctrl 7. Đó, Ctrl 7 này là hình chiếu trục đo isometric. Bây giờ mình quay lại Ctrl 5. Chiếu từ trên xuống. Trên xuống là hình này. Để mình coi thử cái chỗ này nó có giống như thế này không nha. Trên xuống Ctrl 5 và bấm cho mình cái ô này nè, nửa xanh và nửa trắng này nè, display style á. Số này ra, chọn cho mình cái chế độ thứ 1, 2, 3, 4. Chế độ thứ 4. Đây. Mọi người thấy là đường nét đất nè. Chỗ này nó cũng có một cái đường nét đất nè. Ok nha. Thì nó đảm bảo độ dày từ đây tới đây nè. Chứ không á, thì mình phải canh vào đây thôi. Độ dày từ đây tới đây nè. Nó, nếu mà không vẽ cái đó thì cái thằng này nó đục. Nó sẽ nguy cơ là rách cái này luôn. Bấm vào đây. Chuyển lại chế độ đầu tiên. Đó, màu xám xám của 3D đó. Rồi, đó là mình sẽ hoàn thành xong cái file này rồi. Thì đây, mình sẽ tạo một cái file mới. Đơn giản như thế này nè, mọi người hiểu lệnh sweep như thế này. Bấm trên mặt run, tạo một sketch. Vẽ một cái line nha. Từ đây nè, vẽ đi qua. Rồi, rê vào đây, bo cung lại. Rồi, vẽ đi qua đây. Rê ra đây ha, rê lại đây. Bo cung lên này. Rê ra đây. Đó, double click. Đó, thì đây nè. Đây là cái đường dẫn của nó nè. Ok, đó là cái đường chạy. Cái biên dạng gì thì mình chưa biết, mình chỉ có đường chạy thôi. Bây giờ mình sẽ chọn cái mặt. Nãy là mình chọn mặt run để vẽ sketch này nè. Bây giờ mình sẽ chọn là mặt right. Mặt right nó sẽ đi qua cái điểm này. Còn nếu mà không có cái mặt right nào đi qua cái điểm này hoặc điểm này nè,
thì mình sẽ tạo một plan, bấm cho mình feature, reference, tạo plan, nhắc cho mình vào cái cạnh này và cái điểm đó, nó sẽ sinh ra cho mình một cái mặt phẳng nè, vuông góc nè, nó nhận cái cạnh màu hồng nè, vuông góc với cái mặt này và ngay cái điểm này luôn. Còn không, không thì sao? Không thì cũng là feature nè, reference nè, tạo mình plan. Cái này là cái đầu, hồi nãy mình đã chọn cái đầu này, bây giờ chọn cái cuối này đi. Mình bấm vào đây, cái điểm này và cái cạnh này, cạnh điểm hoặc là điểm cạnh gì cũng được nha. Đó, thì nó sinh ra mình một cái plan ở ngoài này, nó vuông góc với cái điểm màu tím này. Rồi, ok. Rồi, trên cái plan mới vừa tạo ra nè, bấm vào đây, tạo cho mình sketch. Rồi, vẽ cho mình một cái hình tròn. Hình, ở đây mình chọn hình ellipse đi ha. Mình bấm đây nè, kéo ngang nè, và kéo lên trên nè, sẽ có hình ellipse. Smart Dimension cho nó như thế nào cũng được hết. Rồi, khỏi Smart Dimension được, tại vì cái cạnh này nè, tại vì cái chỗ này mình không có Smart Dimension cho nên mình đo cũng như không. Rồi, mọi người nhấn giữ chuột giữa cho mình, quay cái mô hình này nè, thì mọi người thấy là cái team này với cái team mà nó chưa trùng với nhau, team đó với team nó chưa trùng với nhau, thì nó có hai cách như thế này. Thì mọi người chọn Control, rê vào cái team chỗ này nha, và chọn cái team chỗ này, thả chuột, thả Control ra, chọn Make Coincident thì nó sẽ trùng lại với đó. Mình chỉnh lại cho cái hình này nó nhỏ lại xíu, quay những vuông góc, quay những vuông góc nha. Chọn cái này nè, cái này nè, ngang hàng nhau, nhỏ lại. Rồi bây giờ mà mình lấy cái hình tiết diện này nè, tiết diện này nó mới chạy xung quanh cái đường dẫn này, cái đường chạy này nè, chạy này, thì mình gọi cho mình lệnh feature sweep. Cái này nó có đường tròn tròn nè, đó giống như ellipse nè, thì mình chọn cái ellipse này. Đây nó có một đường cong, đường cong sáng xanh lên nè, thì mình chọn vào cái đường cong này đó, thì nó sẽ sinh ra cái này. Ok, cái thằng này á, nếu mà làm á về nguyên lý á, không có lệnh sweep này nè, mình vẫn làm được, vẫn tạo được. Đó là mình extrude, mình vẽ cái ellipse này nè, mình extrude từ đây ra tới đây, xong mình revolve nửa vòng tròn tới đây, xong cái đoạn này mình extrude ra đây, xong revolve nửa vòng tròn ở đây, xong extrude ra đây thì cũng được, nhưng mà nó rất là lâu, nó tốn 1, 2, 3, 4, 5 bước để tạo ra thằng này. Còn thằng này thì không, sweep này thì không, chỉ còn một lệnh thôi, và nó có đường dẫn. Đường dẫn là cái đường này nè, đây mình bấm lên nha, đó mọi người thấy cái đường dẫn đó không, đó cái đường này nè, đường sáng màu xanh dương ở tâm giữa tim của nó đó. Đó, ở đây nó có một cái lưu ý, một cái lưu ý là gì, bây giờ mình xóa cái sweep này đi nha, mình edit lại cái tiết diện này nè, mình bỏ cái trùng nhau này đi, mình rê cái thằng này lệch ra ngoài đây một xíu. Đây nè, mọi người thấy mình đang rê cái tim này nè, nó lệch ra đúng không, rê là tiệp tim mình lệch ra, nó không trùng vào cái chỗ này nữa, thì liệu mình có sweep được không. Rồi bây giờ mình chọn feature sweep, mình chọn ellipse và chọn đường dẫn, nó vẫn sweep được, tuy nhiên nó không còn chạy theo cái này nữa, mà nó chạy theo cái hướng song song với cái đường đó. Đây nè, nó chạy theo hướng song song với cái phương này nè, cái phương đỏ đó, cái phương két đỏ đó. Đó là mọi người có thể là canh cho nó về đúng thì cái biên dạng của mình mới đúng theo cái đường chạy này. Còn nếu mà cái mặt cắt này nè nó lệch ra thì nó sẽ sai kích thước đó. Đấy, ok. Rồi ở đây nó có một cái nữa là nếu như mình tạo cái đường này nè mà đường tròn á, thằng này là đường tròn nha, thì mình có thể không cần vẽ đường tròn luôn, mình chỉ cần có cái đường dẫn này là được. Bây giờ mình xóa luôn cái ellipse này luôn, delete nè, delete cái plane này luôn nè. Rồi nếu như mình có cái đường dẫn này rồi mà tiết diện chạy của nó là một cái thanh tròn, cái đường tròn đó, nó chạy xung quanh này nè, giống như cái lò xo vậy, nét qua đây ha,
Ví dụ như cái lò xo này nè là cái đường tròn phi 1.5 nè, hoặc chỗ này là phi 5 nè thì đường tròn nè. Thì nếu đối với đường tròn thì mình không cần vẽ ra, mình chỉ cần vẽ cho nó cái đường dẫn này thôi. Cái đường dẫn này nè. Rồi mình chọn feature, chọn sweep. Chọn cho mình chế độ là circular profile, tức là cái profile này tự tạo cho mình một cái đường tròn. Bấm vào đây nha. Đó, nó sẽ tự động sinh cho mình một cái đường tròn phi bao nhiêu. Ví dụ như ở đây mình phi là phi 5. Rồi, ô trên này nó chỉ cái gì? Ô trên này là cái đường cong nè. Ở trên là cái đường cong này, mình sẽ chọn vào cái đường này. Đó, thì nó tự động sinh ra một cái đường tròn này là tròn, là tròn phi 5. Chẳng hạn như bây giờ mình tăng lên là phi 8, phi 10 đó, phi 8. Đó, thì cái phi này nó to ra nè. Ok. Với điều kiện là đường tròn mình mới không cần vẽ nha. Còn với mà ellipse như thế này á, ví dụ như hai cái lò xo này không cần vẽ đường tròn nè. Còn ví dụ như cái hình này là hình ellipse này, thì bắt buộc mình phải vẽ. Bắt buộc phải tạo cho nó một cái plane ngay cái đầu đó hoặc ngay cái đầu này. Rồi vẽ một cái hình ellipse ngay cái mặt đó rồi cho nó chạy thì được. Thì mới được, còn không á là nó không có ra gì hết. Đó là cái bài này là mình tạo về cái này thôi. Còn đối với cái bài này nữa, bài này thì nói chung là con số nó cho kích thước cũng không có đúng lắm. Tại vì nó thiếu kích thước nhiều, tại vì cái bay này mình không biết bao nhiêu nè. Cái bay này thiếu kích thước nè. Cái ống này là cũng thiếu nè. Nhưng cái ống này mình có thể là mình không xài lệnh là không xài lệnh sweep. Mình có thể là revolve cũng được luôn. Đại khái là mình làm như thế này nè. Tắt cái này đi nha. Rồi tắt cái này luôn. Tạo một file mới. Chọn một top. Sketch. Vẽ một hình chữ nhật. Từ đây ra đây. Gán cho cái cạnh này nè. Với cạnh này nè. Hai cạnh đối nhau. Hai cạnh kề nhau á. Bằng nhau. Thì nó sẽ thành vuông. Bây giờ mình fillet cái cung này là bao nhiêu, mình sẽ fillet vô. Lết vào đây ha, tăng cái góc này lên. Đó, ok. Rồi mình vẽ luôn bốn cái lỗ ở đây luôn. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Trừ khi có thước, có cái thước thì mình đo cái cạnh dài rộng bao nhiêu nha. Còn này không có thì mình lấy đại nha. Một nè, control một nè, hai nè, ba và bốn, cho nó bằng nhau. Rồi mình chọn feature, chọn extrude thằng này lên. Extrude thằng này chẳng hạn như là lên 20. Ok. Đó. Thì mọi người chọn lại cho mình mặt top. Mặt top tức là mặt đáy thằng này nè. Mặt miếng đáy này nè. Chọn cho mình lại mặt đó. Là sketch. Vẽ cho mình một cái hình tròn. Ở đây. Phi bao nhiêu. Thì trong đề này nó sẽ cho kích thước này nè. Cái ống này là bao nhiêu nè. Nhưng mà nó cũng không nói luôn. Nó chỉ cho là cái dòng này thôi. Cái ống mà nó không cho bao nhiêu hết. Và chỉ cho là cái góc revolve này góc 45 độ thôi. Rồi. Bây giờ vẽ cho mình cái tim centerline nè. Ở đây. Cách ra đây. Chọn nó thẳng đứng. Cái R này là 125. Tức là từ tim này tới đây là 125 nè. Mọi người. Nhập cho mình smart dimension từ đây nè. Tới cái tim này nè. Là 125. Ví dụ vậy nha. Thì bây giờ mình mới chọn feature, chọn revolve. Bây giờ mình không có xoay thằng này á. Thằng này là không có xoay cho nó là 360 được, mà chỉ xoay cho nó là góc 45 thôi. Xoay nhiều thì nó sẽ ra nhiều. Đó, 45. Thì nó sẽ từ đây tới đây là 45 độ. Ok. Đó. Thì trên cái mặt nghiêng này nè, mình mới tiếp tục tạo một sketch nữa. Cách nữa là một cái hình tròn đúng không? Hình tròn nè.
Đây, cách nữa là mình vẽ một hình tròn lớn ra đây, rê vào cung rồi nè, đó, sáng cái tim này lên, vẽ ra đường tròn lớn nè, rồi chưa, extrude thằng này lên nè, ok nè, rồi, mới cắt những cái rãnh ellipse này nè, cắt những cái rãnh ellipse này, sorry, cái rãnh này là không phải ellipse đâu, nó là slot á. Bây giờ bấm vào mặt đây, tạo mình sketch, tạo mình một cái slot, slot là cái này đi ha, bấm vào đây, kéo ra đây, kéo ra, cho thằng này nó thẳng đứng lên. Cái kích thước này thì mình phải phải cho, ví dụ trong đề nó cho là bao nhiêu, rộng 8 nè, và cái độ này nó không biết bao nhiêu, cái vô bao nhiêu thì không biết, thì cái này mình sẽ cho nó là 8 thôi, mình sửa lại cái thước cho nó thôi nha. Đó, sửa lại bao nhiêu thì tùy. Mọi người mới chọn feature, add trước hết. Sorry. Đây, feature nè, add trước hết nè. Lấy cái két này nè. Đó, mình mới cắt nó qua là through on hoặc là up to net là được. Up to net nó ngừng chỗ này. Ok. Rồi, bây giờ mình mới lấy cái rãnh cắt này nè, mình xoay nó làm 4. Mọi người thấy nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4. Cái thằng này nó cắt là cắt 1 phần 4 ra để mình thấy phía trong của nó rỗng thôi, chứ không phải là cái hình nó như thế này. Hình của nó là một cái vòng tròn luôn á. Đây, mình xoay cái rãnh này cắt ra nè, thành 4 nè. Giờ mình chọn là feature đúng không? Feature. Sổ thằng này ra, chọn Circular Pattern. Cái này là mình chọn cái gì? Cái này là mình chọn cái thằng cắt này nè, mình có thể sổ cái này ra, sổ cái phó ra có dấu chấm này, sổ này mình chọn cái cắt này cũng được, còn không á là mình vô feature nè, mình chọn cái mặt cắt này nè, cái mặt trụ này nè, mặt trụ này nè, mặt nào cũng được nha. Đó thì sẽ lấy cái độ đó, cái chỗ này, cái đầu tiên này nè, cái đầu tiên này là mình chọn cái vòng tròn này nè, vòng tròn trên này hoặc vòng tròn dưới này hoặc là cái face tròn này luôn, cái bề mặt tròn luôn, thường là mình chọn cái cạnh tròn thôi. Đó, hiện tại đang nhân lên là 12 nè, lớn nè, mình sẽ trở lại đó là thành 4 thôi. Rồi, ok. Còn một vấn đề cuối cùng, đó là cái lỗ này là cái lỗ rỗng, rỗng phía trong này nè, nó cắt rỗng xuống luôn chứ không phải là nó bịt đặt giống như mình đang làm. Mình đang làm đây là cái khối này nó bị đặt, cắt ra thử nha. Đó, nó bị đặt phía trong nè. Đó. Thì bây giờ mọi người chọn cho mình mặt top. Còn không á thì chọn mặt đáy này nè, tạo sketch. Rồi, cái đường chân lúc nãy đâu? Cái đường chân lúc nãy á, thì mình sổ này ra. Mình chọn cho mình là đường nắp khuất. Đây ha, thu nhỏ cái hình lại xíu. Sổ cái này ra nè, chọn mình đường nắp khuất này nè. Đó, cái đường chân ở đây nha. Mình mới offset cái đường chân này vô. Là ví dụ như 5 ly thì đó là cái độ dày của cái ống á. Ok, 10 ly luôn nha. Cái độ dày của cái ống này nè, đây cái độ dày này nè. Thì mình offset cho bao nhiêu thì sẽ ra cái độ dày đó bao nhiêu. Hiện tại cái ống này đang là đường centerline rồi, chuyển qua đường tròn nè. Đường liền nè ha. Bây giờ mình mới vẽ lại cái đường centerline ở chỗ này nè. Còn không á thì mọi người biết làm sao? Vẽ lại đường centerline hoặc là mình sổ lệnh revolve này ra nè. Sổ này ra, mình bấm cái két này, mình bấm nút sau và con mắt này sau lên nè. Có cái đường này rồi đúng không? Mình convert lại. Chuyển nó về đường for contention. Đó thì mình lấy lại được cái tâm đó. Rồi bây giờ mình không cần nữa, mình ẩn nó đi. Ẩn thằng này đi nha. Mình mới chọn feature. Cái vấn đề bây giờ là mình cắt chứ không phải là mình đùng nữa. Mình cắt đi chứ không tạo vật liệu nữa, cho nên là mình chọn Revolve hay là Revolve Cut. Revolve Boss Bay ở đây á là tạo tạo vật liệu. Còn Revolve Cut ở đây là nó cắt đi cái độ rỗng phía trong á, Revolve Cut. Thì Revolve Cut để nó quay một vòng 360 luôn, tại vì nó cut á, nó cắt ngoài đây, nó không cắt đụng chạm gì hết. Nó không bị gì hết. Cho nên không sao, cho nên mình chọn là 356 luôn cũng được, ok. Đó, thì nó mới sinh ra được cái phía rỗng phía trong này nè.
Đó ha, thì mọi người thấy phía trong ấy bị rỗng nè. Đây, mình chọn Session nè. Session View. Đó, thì cái độ offset là cái chỗ này nè. Nếu mọi người offset bằng 10 thì cái độ dày này là bằng 10. Mà offset bằng 2 thì nó sẽ là 2. Bây giờ mình ok nha. Mình thử lại, mình sửa cái offset lại nha. Mình lấy cái remote này nè, mình sửa cái này lại nè. Offset chỗ này nè, mình cho nó là 2 chẳng hạn. Đó, thì mọi người thấy chỗ này nó mỏng không? Chỉnh lại nha. Đây, xin mời nè. Đó. Là được. Như vậy là xong. Không cần làm thêm bất cứ một cái gì nữa hết. Đó là xong cái khối này nè. Đó, thì cái khối này mọi người nhớ cho kích thước vào. Hiện tại nó không có kích thước cho nên mình cũng không cho luôn. Mọi người muốn cho thì bỏ vào thôi. Đó là mình xử lý được cái bài này nè, là 1 nè, và bài này là 2. Tiếp theo mình sẽ qua cái bài lò xo. Mình sẽ học cách tạo cái độ xoắn của cái lò xo này luôn. Rồi mình mới sweep được. Chứ còn chưa có cái đường xoắn này nè. Là mình chưa có sweep được nha. Rồi. Tạo cho mình file mới đi. Cái bài này mình bỏ. Sorry, không luôn. Tắt nó nha. Đó, save. Tạo file mới. Park, ok. Rồi, bấm cho mình. Đầu tiên mình phải phân tích cái lò xo trước. Mình chưa có vội vào học đâu. Học cái lệnh này thì mình phải hiểu trước nó đã. Ở đây mình chụp lại cái màn hình một xíu để mình phân tích cái phần này ra được. Đây nha. Ở đây là một cái độ xoắn lò xo nè. Thì cái lò xo được xác định bởi những yếu tố nào? Bởi những yếu tố nha. Đầu tiên á là cái vòng tròn của lò xo này nè. Đó, tức là cái khoảng này từ đây tới đây là bao nhiêu nè, là phi 10 nè. Đó là cái độ tròn của lò xo á. Trên này nó độ tròn của lò xo nó có nhiều cái nè, 70 nè, 30 nè. Và cái đoạn ngang chỗ này nè. Ở chỗ 25 và cái đoạn chỗ 75 này nè. Thì nó là 50 nè. 50. Đó là những cái đường kính của nó. Cái đường kính của lò xo tức là cái độ tròn này nè. Chứ không phải là cái sợi của lò xo. Sợi của lò xo là khác. Sợi lò xo là cái này là phi này. Cái đường kính của cái sợi lò xo nè. Đường kính của sợi lò xo là phi 5 nè. Đó, đó là khác nữa nha. Rồi, đó là một yếu tố nè. Tiếp tục. Lò xo nó được xây dựng bởi 3 yếu tố. Cái này là mình không nói. Cái này là cái biên dạng, cái hình dạng của nó thôi, là tròn bao nhiêu, phi cái độ tròn bao nhiêu thôi. Còn để xác định được cái lò xo thì nó có 3 yếu tố như thế này. Đầu tiên là độ cao. Thứ hai là cái pitch. Thứ ba là cái số vòng. Ví dụ như cái thằng này là nó xoắn được bao nhiêu vòng, là số vòng. Số vòng. Bây giờ mình sẽ vẽ cái hình này ra, mình sẽ mọi người sẽ hình dung ra được. Đầu tiên nha, ví dụ ở đây lò xo nó bắt đầu từ đây nè, nó xoay một vòng nè, có phải là nó về đây không? Một vòng. Tiếp tục từ đây đúng không, nó xoay thêm một vòng nữa, là mọi người phải là chỗ này là hai vòng của lò xo chưa? Rồi từ đây nó xoay thêm một vòng nữa, đó là ba vòng. Thì từ cái này nè tới đây nè, nó gọi là h, đó là chiều cao của lò xo. H này nè là chiều cao của lò xo, là chiều cao tổng luôn. Rồi cái từ cái điểm này nè, từ điểm bắt đầu tới khi mà nó xoay được một vòng á, thì cái độ cao này nè nó chênh lệch được bao nhiêu á, đó gọi là p. P nè, cái này gọi là p.
phe này á gọi là pick, trong select á nó gọi là pick, ITCH pick, hay còn mình á thì gọi là bước. Nó giống như cái bước của Vitme vậy đó, đây ốc gọi là bước nha. Đó thì còn một điều kiện nữa, đó là số vòng. Số vòng chỗ này nè, nó được xác định như thế nào? Nó được xác định á, hiện tại số vòng mình để là SV đi nha, bằng nè, mình viết tắt là SV nha. Thì số vòng sẽ bằng cái gì? Có phải là bằng H này nè chia cho B đúng không? Thì nó sẽ ra được số vòng. Còn H thì bằng cái gì? H này nè sẽ bằng cái gì? Chiều cao nè, sẽ bằng tổng của số vòng đó nhân cho cái bước này nè, là bằng H này nè. À, sorry, H là sẽ bằng P. P này nè nhân cho số vòng. Rồi, còn P thì sao? P thì bằng bằng gì? Bằng H chia cho số vòng. Một cách dễ hiểu nhất á, là ngày xưa mọi người có học á, đó là quãng đường S, thời gian T và vận tốc V. Quãng đường, thời gian và vận tốc đúng không? Nếu biết được hai cái đại lượng này nè, hai thằng này nè, thì sẽ suy được thằng này. Đó, thì cho nên thằng này cũng vậy luôn. Biết được số vòng, biết được số vòng nè, biết được chiều cao thì mới suy được tích. Đó, ví dụ như muốn biết quãng đường bằng bao nhiêu thì mình sẽ lấy thời gian mình nhân cho vận tốc. Đúng không? Rồi, muốn biết thời gian bằng bao nhiêu thì mình sẽ lấy quãng đường chia cho vận tốc. Đó, y chang như vậy luôn, không khác một xíu nào hết. Cho nên mình muốn xác định thằng nào thì mình có đủ, muốn xác định lò xo thì mình xác định hai yếu tố cho nó là được. Hai yếu tố nè, khoanh lại nè, thường là chiều cao nè, bước của lò xo nè, và số vòng. Hai trong ba yếu tố này là được nha, mình sẽ xác định đủ. Rồi, mình vào đây, mình thấy cái lò xo này nè, nó có chiều cao nè là 20.5 nè, và bước nó cho luôn là bằng 2, thì số vòng mình không cần xác định nữa. Ở đây để vẽ được cái lò xo, đầu tiên mình phải biết được cái đường tròn này trước. Đường tròn này là phi 10 đúng không? Chọn cho mình một cái mặt nào đó cũng được, thường là mình chọn mặt top nè, là sketch. Mình vẽ cái phi 10, đó là cái vòng của lò xo đó, cái đường kính của lò xo đó, phi 10 nè, 10. Ok. Rồi, phi 10 nè. Bây giờ mình mới cho từ 10 này nó xoắn lên nè. Từ 10 đây, đường kính 10 đây nè, bắt đầu nó mới xoắn lên. Thì gọi cho mình một cái lệnh mới, mình qua feature nè, gọi cho mình lệnh mới, đó là curve. Sổ curve này ra, nó sẽ có cái lệnh helix and spiral. Spiral nha, chọn helix spiral nè. Hiện tại mình chưa thấy cái gì hết, mình bấm vào isometric hoặc control 7 á, thì mọi người sẽ thấy cái vòng vàng này nè, nó sẽ xoắn lên, nó sẽ xoắn lên. Ở cái ô mà ô define by này nè, mọi người có những cái chế độ nào? Pick revolution, con lớn lên một xíu đây ha. Pick and revolution tức là pick là bước, revolution tức là số vòng, revolve. Rồi số 2 đó là height and revolution tức là chiều cao và số vòng. Cái số 3 đó là chiều cao và bước. Cái thứ 4 này là cái dạng riêng, lát nữa mình sẽ hướng dẫn cái dạng riêng là sao. Thì nó chỉ cần hai điều kiện thôi, nó không cần ba nha. Trong đề nó nói là gì? High and peak. High and peak nè, đây mình sẽ chọn đó, tắt cái này đi. Rồi, trong đề nó nói high and peak đúng không? Chiều cao nè và bước nè. Rồi, qua là select 2, mình nhập là 20.5. Peak ở đây là mình nhập bằng 2. Đó, thì nó tự động nó xoay, cái số vòng nó tự động nó chia, mình không cần làm. Rồi,
mũi tên đi lên hoặc lò xo hiện tại lò xo đi lên hoặc lò xo đi xuống như này nè, thì mình chọn vào cái chỗ là reverse direction nè, đi lên hoặc đi xuống tùy theo cái hướng nào mình chọn. Rồi một tiếp theo một cái nữa đó là lò xo này nè, nó đang xoay nè, từ đây nó bắt đầu nó xoay ra, mọi người để từ đây nha, bắt đầu nó xoay nè, thì nó đang xoay cùng chiều kim đồng hồ là nó đang ở chọn chế độ là clockwise xe kép á. Còn nếu bấm vào chế độ counter clockwise nè, counter clockwise là CCV kép đó, thì thằng này nó đảo chiều lại nè, quay ngược chiều cái đồng hồ nè đó, thường là CCV kép. Cái này để làm gì? Cái này dùng để cho mình tạo ren á, ren thuận hoặc ren nghịch á, hay gọi là ren trái ren phải á đó nha. Rồi ở đây mình chọn là clockwise. Còn cái chế độ style angle là gì? Style angle là cái điểm bắt đầu của thằng này nè. Đây, điểm bắt đầu của nó là 270 nè. Bây giờ mình nhập là 0. Thì nó sẽ bắt đầu ở đây, 0 nè, 90 nè, 108 nè, 207 nè. Lưu ý ở đây mình chỉ chọn cho mình là những cái con số ví dụ như 0, 90, 108, 207. Tại vì những cái điểm này nè là nó lát nữa sẽ có những cái mặt front hoặc mặt right nó đi ngang qua ha. À, mình ví dụ như mình chọn lệch nó đi là 25 nè, mình ok, mình sẽ có mặt front nó không đi qua cái điểm đó. Đây mặt front của mình nè, nó không đi qua điểm này, mặt right nè nó cũng không đi qua điểm này luôn. Cho nên mình mới edit lại cái helix này nè, mình chọn bằng 0, 90, 108, 207, chọn bằng 0. Ok. Bây giờ mình kiểm lại cái mặt run mình đi qua không nha. Mặt run không đi qua thì nó sẽ là mặt right. Thì mặt right đi qua thôi. Đây, right đi qua đây nè. Để nếu như mình không tạo bằng cái sweep á, mình không tạo bằng circle lay á, mình tạo bằng ellipse á, thì buộc mình phải chọn plane. Plane này nè, bấm vào cái điểm này và bấm vào cái đường helix đó thì nó tạo ra cho mình một cái đường này luôn. Đây ha, nó tạo mình một cái mặt phẳng vuông góc với cái đường này, vuông góc tức thời với cái đường này thôi, một cái đoạn ngắn này thôi chứ không phải là nguyên cái đường cong mà tại sao nó vuông góc được, vuông góc tức thời nha. Đó thì mình phải tạo plane đó, còn trong trường hợp này thì không cần tạo. Mọi người chuyển cho mình feature, chọn sweep. Bây giờ mình tra lại cái hình nè, nó nói cái sợi này nè là phi 1.5, cái này nó hơi bị mất cái đầu một xíu, 1.5 á. Bây giờ mình bấm vào circle, mình chọn là 1.5 và mình riêng lên trên, trên đây có đường cong nè, mình chọn vào đường cong này đó. Rồi thì nó xoay ra, mình không cần vẽ đường tròn luôn. Mình vẽ đường tròn luôn, mình không cần vẽ đường tròn, mình chọn circle lay là mình không cần vẽ đường tròn. Ok, đấy thì bây giờ cái đường helix này nè mình không cần dùng nữa. Đây cái đường helix này nè, nó bị sáng lên, mình tắt đi, bấm vào hai mắt hai ở đây. Rồi cái cuối cùng là mình xử lý cái móc này nè, cái móc này thì mình xử lý như thế nào? Mọi người thấy cái chỗ này không? Mình có chỉ vào đây nè, mình ghi là revolve. Revolve là mình chỉ ngay cái móc cong nè, tức là cái đoạn cong này thôi, còn cái đoạn này là mình sweep nó nhanh. Chứ mà mình add true ở đây á, revolve trong add true lên revolve thì rất là lâu. Cái đoạn này mình sweep từ đây đi ngang qua cong lên vậy đây được, còn chỗ này thì phải revolve 90 độ, sorry revolve 180 độ. Thì giờ làm như thế này nè, mình làm phía trên nha, mọi người làm phía dưới nha. Phía dưới thì mọi người tự làm nó như chang nhau thôi. Bấm vào cái đầu này, tạo cho mình sketch, thì cái đầu này đang sáng màu xanh dương đúng không, bấm chọn convert cho mình luôn,
thì nó sẽ tự động lấy lại cái đường biên này luôn. Ok, chọn cho mình một cái đường centerline từ đây nè, đi lên đây thì thẳng đứng nha, tức là cái đường centerline nằm giữa cái tim này nè và giữa cái tim này nè. Đó, từ tim này tới tim này nó sẽ là bằng 5. Tim này nè tới tim này bằng 5, bằng 10 chia 2 nè, thì từ cái đoạn giữa này sẽ bằng 2.5. Smart dimension, chọn cái này, tới đây nó sẽ bằng 2.5, thì mình mới revolve một nửa nó mới vào giữa được. Đây là nó bị revolve một giữa mới vào đây được, chứ không mình vẽ giữa luôn là đã qua bên này luôn. Rồi, bên bạn nào đang bật micro thì tắt giùm mình nha, tại vì nó hơi hơi ồn xíu. Rồi bây giờ mình chọn feature nè, chọn revolve. Đó, ở đây nếu mình quay 180 luôn á thì nó không ra gì hết. Bây giờ mình sửa thằng này lại nè, nạp nó là 180. Rồi, trong trường hợp nó bị quay ngược sao? Làm sao nó quay trở lại lại được? Bấm vào cho mình mũi tên 2 chiều này nha, đảo lại thì nó mới vào đây nè. Ok, bên mình có ai đang mở micro không ạ? Có bạn nào đang mở micro bấm tắt micro giùm mình nha, tại vì nó hơi sôi sôi, mình nghe nó sồ sồ sồ. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục. Rồi tới đây rồi đúng không? Rồi bây giờ mình phải xử lý cái đoạn này. Cái đoạn này nè, nó nằm trên một cái mặt phẳng luôn. Trên cái mặt này nè. Đó, đi ngang qua là nó nằm trên một mặt luôn, cho nên mình vẽ một lần. Thì cái mặt đó mặt nào? Mình chọn mặt này, không phải nè. Mặt này thì nó cắt qua rồi. Mặt right này mới đúng nè. Một ray nè, từ nối từ đuôi nè, nối qua đây, cong lên đây, đó, nghe thấy một ray kéo dài lên xíu, thấy một ray nè, đó, một ray, từ đây đi ngang qua một xíu, cong lên đây, cong về đây, thì chọn cho mình một ray này, tạo sketch, rồi, nhưng mà trước khi mà mình vẽ cái đường dẫn á, thì mọi người vẽ cái profile trước cũng được luôn. Tại vì hồi nãy mình có hướng dẫn là mọi người thấy là mình hay là vẽ cái đường dẫn trước không? Đường cong này trước nè, rồi mới vẽ cái đường tròn. Nhưng mà bây giờ mình đi ngược lại cũng được. Đi ngược lại tức là mình bấm vào cái đầu này, tạo cho mình sketch và sáng lên nè, mình bấm convert luôn, lấy lại cái đường tròn đó luôn, mình ok. Đó là mình đang đi theo cái hướng xoay này, vẽ cái tiết diện trước nha. Rồi mới chọn mặt right nè, tạo sketch. Bây giờ mình vẽ một cái đường line từ đây đi qua, đi lên, rồi rê ra ngoài, rê vào trong cái đầu mút đó, bỏ cái cùng ngược nó rê lại, kéo cái lon lên đó, ba điểm nó thẳng hàng, nó chấm 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 như vậy là được. Ok, rồi làm sao cho cái điểm này với cái điểm cái này trùng với nhau? Mọi người bấm cho mình control, chọn thằng này với cái điểm này nè, thả ra trôn ra, chọn coincidence, trùng với nhau. Cái điểm này quay lưỡng vuông góc nè, cái điểm này với cái điểm này là thẳng hàng với nhau nè,
Đó. Giờ đổi cái thước vào. Fillet chỗ này là R2 nè. Đây là R4 nè. Từ tâm này tới đây là 8 nè. Từ tâm này tới đây nè. Là 8. Cái này là R4 nè. Rồi, fillet chỗ này R2 nè. Chọn fillet. Nhập này là 2. Phải bo cái đầu này đi nè. Ok. Rồi. Cái chỗ này nó còn một đầu xíu nhỏ nhỏ xinh xanh xíu này. Mình kéo thử nó ra sao. Này nó còn chạy đúng không? Thì mọi người bấm cho mình 3 điểm. Control nè. 1 nè. Khoan nha. Bấm ra ngoài màn hình đi. Bấm ra màn hình cái. Nhấn control cho mình. Chọn điểm này nè. Điểm tâm nè. Và điểm này nè. Ngang hàng với nhau. Đó. Thì nó khách chạy luôn. Rồi. Qua feature. Chọn sweep. Xoay lại một xíu. Đây, cái này là cái profile nè. Mình chọn cái đường sketch nãy nè. Đường dẫn nè. Là cái đường cong này nè. Mình chọn đường cong bất kỳ. Cái đường nào trên cái sketch đó cũng được hết. Rồi, ok. Đó. Thì nó sẽ ra được cái móc như thế này. Nó ra được cái móc như vậy. Ở đây có bạn nào có ai thắc mắc là về cái lệnh helix này không? Tại hai mình nói là lệnh helix ha. Mình nói là lệnh helix nè. Mình tạo một file mới đi. Ok. Rồi, đầu tiên á là mình phải fit được cái vòng tròn của mình á, cái lò xo của mình nè, nó tròn bao nhiêu. Tức là cái đường kính của lò xo này bao nhiêu. Rồi, mình vẽ trên cái mặt nào đó. Mình chọn mặt top đây ha, là sketch. Mình vẽ cái đường tròn. Phi, bắt vào tâm nha. Phi bao nhiêu? Smart dimension nè. Phi 10. Đó là cái lò xo của mình nó tròn 10. Nó khác với cái sợi lò xo là khác nữa. Phi 10 nè. Rồi, vẽ xong cái đó luôn. Mình không có cần tạo ok hay là mình không có làm gì hết nữa. Mình qua feature. Sổ này ra, curve nè. Mình chọn helix nè. Mình quay về hướng isometric. Để mình thấy cái lò xo của mình nè. Mình sổ cái define này ra. Mình coi. Nó có những cái chế độ. Bước, số vòng. Chiều cao, số vòng. Chiều cao và bước spiral lát nó riêng. Tại đây trong đề nó nói là high and peak. Ví dụ như chiều cao và số vòng thì sao? Chiều cao và số vòng thì nó xác định đó là chiều cao, ví dụ như mình nhập là 40. Số vòng là tại đây nó quay bao nhiêu vòng? Vòng 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 bao nhiêu vòng? Mình nhập có thể nhập số vòng lẻ luôn là 20.5 vòng. Là nó lẻ một vòng. Là nó quay 20 vòng và nửa vòng. Ok nha. Cái góc này là góc bắt đầu. Bắt đầu chỗ cái chấm này nè. Nên để cho mình là 0. Counter clockwise và clockwise dùng để cho mình đảo chiều. Cùng chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ để tạo những cái ren. Ren thuận hay ren nghịch á. Hoặc là ren trái ren phải á. Rồi. Reverse direction để tạo lên xuống. Cái hướng này lên hoặc xuống nè. Đó. Rồi, còn spiral là gì? Spiral đây. Mình revert lại. Cái này nè, nó giống như những cái sợi dây cót. Sợi dây cót để lên 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 cót trong những cái xe đồ chơi á. Nó xoắn á. Hoặc là trong mấy cái đồng hồ rồi đó. Thì có những sợi xoắn này nè. Sợi dây trớn á. Hay là cái mình gọi là sợi trớn á. Xoắn lại. Thì thường trong mấy trò chơi xe trò chơi của con nít á, nó sai có cái gì nè, khi mình kéo lại thì cái này nó xoắn lại, khi mình bung tay ra thì cái lò xo nó bung ra, nó tạo cái moment xoay ở bánh xe chạy. À, thì ở đây mình cái bit này mình hay hơi nhỏ, bit này mình chọn chọn cho 2 đi. À, thì từ
Cái này nè là phi 10, từ đây nó bắt đầu nó mới rộng ra, rộng ra, rộng ra, rộng ra, giống như cái xoáy vậy đó, giống như khoanh nhân mũi á, mọi người có thể hiểu nôm na nó là khoanh nhân mũi đó. Pick số vòng của nó là 10 vòng, cái pick này mình cho lớn lên một xíu, chẳng hạn như là 4 ly đó, 6 vòng thôi mình ok nè. Đây ha, thì nó tạo ra được cái xoắn trên một phẳng nè, nó xoắn 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 như thế này nè. Rồi chọn cho mình mặt ranh, mặt ranh này có đi qua điểm này không? Không đi qua điểm này thì chọn mặt right, right đi qua điểm đó đó nè, tạo mình right là sketch, vẽ mình một hình chữ nhật bắt từ tâm kéo ra đây. Rồi bây giờ mình bắt cho cái tim này nè, cạnh này nè, với control với cái điểm này nè, coincident trùng với nhau. Trong trường hợp nếu mà mọi người chọn cái tim này, cái tâm này nè, và control chọn cái tâm này nè, nó không có cái coincident á, thì mọi người làm cho mình cách thứ hai. Cách thứ hai đó là nhấn control chọn mình cái tâm này và chọn gần cái điểm này nè, cái điểm này đúng không, chọn vào cái đường helix đó, gần cái điểm đó, bấm vào câu cái đường xoắn đó, thả control ra, chọn cho mình chế độ là multi multi, rồi nó sẽ chạy về. Sửa cái thằng này lại xíu, hơi lớn, hai chẳng hạn, đồ dẹp này cho nó là 1.2, rồi 1.8. Một chấm sáu này lần cho một. Rồi bây giờ mình chọn feature, chọn script. Đây cái này là cái độ phai chữ nhật, cái này là cái độ xoắn đó, ok. Rồi ở cái đường helix này đi, bây giờ mình fillet những cái chỗ này nè, cho nó tròn tròn lại, cho nó giống cái phanh nhang mũi thôi, phanh nhang nhang mũi á. Fillet thế này là 1 ly, một nè, 1 ly lớn quá, 0.25 đấy. Chọn bốn cái cạnh đó, bốn cạnh vuông đó. Rồi giờ ok, đó thì mọi người muốn vẽ như thế nào thì nó sẽ ra như thế đó. Cái chỗ này nè, nó sẽ có một cái khoanh tròn nhỏ phía trong nữa, nó tạo một cái lỗ để mình ghim cái đế lên, ghim cái đế lên nó khoanh, thì cái này mình khoanh lại thôi, khoanh vẽ lại cái khoanh đó rồi mình tạo cái lỗ. Đây là cái dạng mà dạng helix spiral, dạng là dạng spiral nha, còn helix là dạng theo lò xo. Đó thì cái móc này mình cũng xử lý luôn rồi, mọi người sẽ xử lý cái móc phía dưới, sẽ xử lý cái móc phía dưới nha, cái đó mình không có cái đó mình không có làm lại lần thứ hai nữa. Rồi qua cho mình cái bài này, bài này đó là một dạng lò xo khác. Lò xo này mình mọi người thấy thường là trong đơn giản thôi, đơn giản nhất đó là trong cái phuộc nhúng của xe máy á, thì lò xo nó sẽ không bao giờ nó xoắn đều như thế này được, nó sẽ xoắn chỗ này nó dày hơn nè, xong chỗ này nó thưa ra nè, xong nó dày lại nè. Thì trong cái phuộc nhúng á, cái lò xo của phuộc nhúng nó cũng y chang vậy luôn, nó dày xong chỗ này nó thưa nè, xong nó dày, rồi nó cũng có chỗ lớn chỗ nhỏ nữa, chứ nó không phải là đi thẳng như thế này luôn. Rồi đó là một cái ví dụ, mọi người có thể là mở cái viết bi của mình ra, cái viết bi thiên long hay viết bi gì đó, nó cũng có cái lò xo phía trong, nó cũng tạo từ những cái vòng xoắn, nó không đều nhau chứ không phải là đều,
Thường là những lò xo nó không đều nhau. Đấy, thì bây giờ làm sao tạo ra những cái lò xo không đều như thế này mới là vấn đề. Còn cái lò xo đều như thế này á là mình bình thường rồi. Mình đã được hướng dẫn cái bài trước, cái bài này là mình làm được những lò xo đều. Về lò xo mọi người, nếu mà sau này á mọi người học tiếp lên á, học lên những phần nâng cao tiếp á, thì nó sẽ có cái phần tạo lò xo cực kỳ phức tạp luôn. Tạo lò xo phức tạp. Rồi còn bây giờ mình sẽ làm những lò xo đơn giản này trước. Bây giờ mình sẽ vào phân tích cái lò xo này trước nha. Đầu tiên á là lò xo cái vòng tròn này nè. Nó sẽ là phi 70 nè. Đầu này với đầu này đều là phi 70 hết, đầu này và đầu này đều phi 70 hết. Cái đầu eo nhỏ nhất ngay chỗ cái đồng hồ cát này nè, giống như cái đồng hồ cát á, eo nhỏ nhất của nó là phi 30 nè. Thì ngay chỗ cái đường ngang này nè là bằng 70 cộng cho 30 chia đôi ra, tại vì cái này 25 50 là chia đôi nè, một nửa là cộng nó là chia đôi thì nó sẽ bằng 50. Đường kính từ đây là 50 nè, 50 nè. Đó. Thì mình phải phân tích cái những con số, những cái thông số ra trước. Tiếp tục, chỗ này là pick bằng 5. Đầu tiên là pick bằng 5 và chỗ này bằng 0. Tiếp theo, khi nó lên chiều cao là 25, pick của nó là 7.5. Khi nó lên bằng 50, pick của nó bằng 10. Lên 75, pick nó là 7.5. Lên 100, pick của nó quay lại là 5. Nè, đầu này với đầu này cùng một pick. Cái giữa này với cái giữa này cùng một pick. Và ngay chỗ cái eo này là một pick khác. Nó thưa ra nè, lớn lên nè, xong nhỏ lại nè. Đường kính nó cũng vậy. Nhưng đối với cái thông số này á, là thông số này nó có thông số số vòng không? Nó không nói cho mình là số vòng bao nhiêu hết. Nó chỉ nói cho mình là chiều cao nè. Và nói cho mình là cái pick thôi, là cái bước á. Thì bây giờ đầu tiên mình xác định cái độ tròn của lò xo này nè. Cái vòng tròn này là bao nhiêu? Mình chọn là 70 nha. Chỗ này nè là 70 nè. New Park, ok. Rồi, mọi người chọn mặt top, tập sketch. Quay về hình tròn, vẽ một hình tròn phi 70. Smart Dimension, phi 70. Đó. Rồi, chọn Feature. Cơ. Số cơ này ra có helix, bấm vào helix. Ở đây mình chọn spiral là cái do cái bài trước á, nó giữ lại cái option là spiral nhưng mà không phải. Mình mới sổ ra mình chọn là gì? High and peak. Thì trong đề nó cho high and peak mà. Và lúc nãy á, là mình chọn option là gì? Content peak nè. Mình chọn option là content peak thì cái này nó mới có high nè, mới có peak nè, nó có cái góc mà, nó có clockwise nè. Còn bây giờ mình bấm vào variable. Variable pick nè. Đây, variable đây nó mới cho mình cái chế độ là lớn nhỏ thay đổi. Mọi người để ý cái chọn H, H là 2, P là pick, REV là revolution là số vòng. Còn DA này là đường kính này nè. Mọi người thấy cái cột REV này nó bị đen đi, mình không có thay đổi được nó à. Bây giờ bấm double click vào số 6 là không được nè. Là do nó cái này là cái điều kiện sinh ra, tức là có thằng hai có thằng pick thì nó tự động sinh ra thằng revolve. Nó không có cho mình điều khiển cái này được nữa. Bây giờ vị trí một là h bằng 0 thì cái pick của nó bằng bao nhiêu? H bằng 0 nè. Pick của nó bằng 5. Nhập vào đây, pick bằng 5. DA bằng 70. Tức là chỗ này nè, đường kính lớn nhất của nó là 70 nè. Rồi tiếp tục lên chỗ này là 2 bằng 25 nè. Thì hai chỗ này nè, mình nhập lên là 25. Chỗ 25 này nè. Bây giờ nó là 7.5. Bấm ra nha. Nhập 7.5. DA của mình bây giờ là nó nhỏ lại. Tới đây nè. Cái đường kính này nhỏ lại là còn lại 50. Mình phân tích lúc nãy nha. 50. Đó bây giờ mọi người bấm vào isometric để coi nè.
Đó là sao của mình nó bị nhỏ lại rồi nè. Nhưng mà mọi người đảo hướng mũi tên xuống cho nó cùng chiều cho nó dễ nhìn. Hiện tại đang đi lên nhưng mà đang đi xuống nè. Bấm đảo xuống, bấm revert direction lại. Đó. Tiếp tục lên chiều cao gì? 50. Pick nó bằng 10. 50 nè, pick bằng 10 nè. Nhập đây. Là 50. Qua ô pick là bằng 10. Diameter bây giờ nó nhỏ lại còn lại là 30. Ok, double click vào nha. Double click vào. Nhập vào đó là 30. Đó, thì nó sẽ nhỏ lại, bóp nhỏ lại nữa. 30 nè. Tiếp theo, lên vị trí 75 là cái diameter mình nó phình ra lại, cái đường kính nó to ra lại và pick nó nhỏ lại nữa. 75, 7.5, 50. Lên vị trí 75. Giờ nhỏ lại là 7.5. Đường kính bây giờ còn lại là 50. To ra 50 á, rồi tới chiều cao là 100. Pick bây giờ nó nhỏ lại bằng 5. Bằng 5. Rồi, diameter bây giờ là nó bự ra bằng 70. Tức là đầu này bằng đầu này. Cái giữa này bằng giữa này và chỗ này bằng 3 30. Đây nó có những vị trí mình kéo ra nè. Vị trí này nè, vị trí là 0 nè, vị trí 25 nè. Vị trí 50 nè. Vị trí 75 nè. Vị trí 100 nè. 100 nè, 75, 250, 25. Mọi người có thể chỉnh con số ở trong này cũng được luôn nha. Bấm vào đây để sẽ đổi số trong này cũng được luôn, còn không thì đổi trong cái bảng này cũng được. Rồi, bấm cho mình. Ok. Counter clockwise, clockwise hay cái gì nó cũng có trong này luôn. Rồi. Ok. Đó. Rồi mình dựa vào cái đường helix này, mình ẩn cái góc tọa độ này đi, bấm vào con mắt. Ẩn cái góc tọa độ này đi. Rồi dựa vào cái lò xo này, bấm feature sweep. Sweep nè. Mới bấm vào đây. Chọn circle nè. Nhập cái bán kính này vô. Sau đây cái đường kính này là phi 5 vào đây. Phi 5 nhập vào. Phải sửa cái phi 5 này trước nha. Với điều kiện là sửa trước, còn không á là mọi người để mà kích thước lớn quá là nó khi nó đùng ra nó bị chạm. Ví dụ như cái khoảng từ đây tới đây nè. Nó chỉ bằng 8 thôi mà mọi người nhập bằng 10 là nó bự ra nè, bự ra nó chạm không nè. Người nhập này trước xong rồi vào đây, vào ô này nè, chọn cái đường cơ nè. Đường cong, chọn vào đường cong bất kỳ. Rồi ok. Ẩn cái đường helix này đi. Đó. Để nó sinh ra được cái lò xo. Lò xo này á, lò xo này gọi là đường kính thay đổi, pitch thay đổi. Đường kính nè, lớn, nhỏ 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 xong rồi lớn ra lại, pitch là đang dày nè. Dày này xong nó giãn ra mắt luôn. Đoạn này là đoạn đoạn mắt của nó nè. Rồi, xong rồi nó dày lại. Thì cái chỗ này nè. Cái chỗ này là cái chỗ mà nó biến dạng nhiều nhất, biến dạng dao động của nó nhiều nhất nè. Rồi, đó là những cái bài lò xo. Mình đã cung cấp cho mọi người những cái lệnh và những cái option nó mở rộng ra để mọi người làm những cái lò xo như thế này rồi luôn, rồi luôn, rồi luôn, rồi luôn. Ok. Đó, thì trong cái phần lò xo này nè. Mọi người có thắc mắc gì không? Để mình qua. Bây giờ là cái phần này nè, mình đã làm được khá nhiều bài rồi. Cái bài này mọi người về nhà làm cho mình nha. Bài này nè, mọi người về nhà làm cho mình. Nhân bốn cái chân này ra. Bốn cái chân này ra thì mọi người làm theo cái lệnh là circle button. Hôm trước mình có hướng dẫn. Circle button. Đây. Thì vẽ một cái chân thôi là nhân bốn cái chân ra. Rồi, không có thắc mắc gì trong này á, mọi người có thể suy nghĩ nha. Suy nghĩ một phút thử coi mình có thắc mắc gì không. Rồi mình quay lại mình sửa trong cái bài tập buổi số 5 cho mọi người. Bài tập buổi số 5 nè, nó có những cái bài revolve.
Mình tập tạo mặt phẳng. Và tập tạo mặt phẳng thì mình sẽ tập tạo mặt phẳng này, nói chung là này chỉ có cái bài bài này là khó nhất đúng không? Bài này khó nhất thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái bài này. Mọi người có cần sửa bài này không ạ? Cần thì có thể là nhắn cho mình để mình biết, mình bắt đầu mình sửa luôn. Còn không thì mình sửa lại từ cái bài buổi số 4. Buổi số 4 này là nó sẽ có cái phần cái bully này nè. Cái bully này. Cái vô lăng này á, vô lăng bữa mình sửa rồi. Buổi số 4 mình sẽ sửa cái bully. Còn buổi số 5 nếu mọi người cần á thì mọi người cứ báo cho mình, nhắn cho mình ra đây và mình sẽ sửa luôn cái bài này luôn. Sửa bài này luôn. Anh Bình có vẽ cái bully. Bully trong buổi số mấy? Mọi người cứ nhắn vào đây nha, để mình biết mình sửa nha. Buổi số 4 đúng không? Bài tập buổi 4 Bình. Đây. Mình sẽ mở cái này lên. Bully, Bully View. Chọn cái lớn này ra nè. Đó. Thì đây là cái bully. Double click mở lên nha. Bully. Rồi. Mình kiểm tra. Đầu tiên là mình kéo cái thanh này lên nè. Thanh này nha. Kéo lên trên. Rồi mình xổ cái này ra. Mình kiểm tra cái sketch này nó có ok chưa. Bấm rồi edit. Thì ở đây nó còn một cái hiện tượng đó là cái này nó xanh nhiều quá. Cái sketch này nó quá xanh nè. Giờ mình nắm mình kéo thì nó sai nè. Đúng không? Ví dụ như mình nắm như thế này là nó bị lệch nè. Mình ok một phát là cái biên dạng của anh nó bị sai luôn. Biên dạng bully của anh nó bị sai nè nha. Thì khi anh vẽ làm sao á, anh vẽ làm sao mà những cái hình như thế này nè, cho dù mình có cố tình mình nắm mình kéo vào đây nữa thì nó không có chạy nữa. Còn ví dụ như mình đã nắm như thế này mình kéo á thì nó bị chạy nè. Đó, nó chạy thì cái bully này nó không còn đúng. Đó là mới có kéo cho đó thôi. Còn mình kéo chỗ này thì cái bully anh nó sai dữ nữa. Sai rất nhiều luôn. Đó, ví dụ như vậy thì nó sai rồi. Thì những kích thước này mình cho nó trở nên vô nghĩa. Cho kích thước là để cho cái hình này nè nó trở nên cố định. Cố định mình phải kéo nó thì nó không có xoay xoay gì nữa thì nó mới có ý nghĩa. Còn mà cho kích thước mà mình nắm mình kéo nó dạt như thế này á thì cũng cũng không có mục đích gì hết. Đó, ví dụ như trong trường hợp này thì cái bully của anh nó bây giờ nó đã biến dạng rồi. Đó. Thì nói chung là về biên dạng á thì mình thấy nó cũng ok, nó cũng đúng đó. Mình chỉ còn một bước nhỏ lại là mình chỉnh lại cái két cho nó đen thôi. Rồi từ từ mình quay lại nha. Mình tắt luôn cũng được. Cho mình mở lại nè. Đây. Cái này vẽ ok được, nhưng mà cái fillet này nè mình thấy nó quá nhiều fillet đi. Đây bây giờ mình chưa biết là anh có dùng lệnh Mirror hay không. Nếu anh sử dụng Mirror rất là tốt. Rồi mình kéo xuống tiếp nha, kiểm tra fillet này, kéo xuống tiếp. Ở đây anh có một cái fillet là R6, kéo xuống tiếp. Nó có một fillet là R0.5 hai bên này. Kéo xuống nữa là R1. Đó, những chỗ này.
Rồi, ok, tiếp. Không chấm năm thì ở đây nè, anh để ý giùm mình nè, anh để ý giùm mình nó cái chỗ này nè, 0.5 nè, chỗ này cũng 0.5 nè, thì làm sao để mà fillet cho nó một lần thì càng tốt, đúng không? Thì cái chỗ này nè, trên này nó đã có fillet 0.5 nè, đâu đây nè, bây giờ mình xóa cái fillet cái cuối cùng của anh nha, delete nè, mình chọn fillet cái thứ hai này nè, mình edit lại 0.5 nè, mình chọn luôn cái đầu này luôn. Nếu mà nó fillet hai đầu, đầu này và đầu này, thì mình bấm luôn cái mặt trụ phía trong mặt trụ này nè, đó là sẽ fillet luôn cái chỗ này luôn, thì anh gom lệnh đó, thì tức là anh gom cái lệnh số fillet số 4 này nè thành cái fillet số 2 này luôn, nó đỡ cho anh một bước đi. Rồi còn lại là anh cắt cái thang thôi, đây cắt cái thang ở đây. Rồi để làm chuẩn cái file này thì mình sẽ sửa cái file này cho mọi người, và mọi người sẽ làm chuẩn luôn cái file này nè, mình không có để những cái két nó bị xanh như vậy. Cái két nó xanh như vậy là rất là phiền, sau này mình chỉnh sửa một xíu, mình nhích một xíu thôi nó bị lệch cái két này nha. Đoạn sale tạo file mới nè, ở đây mọi người thấy á, là cái này là revolve, là tức là vẽ một nửa bên này thôi, nửa này nè, từ cái chỗ đánh tuyến ảnh này nè, đánh vẽ cái tuyến ảnh này thôi, còn cái chỗ này là cái má phía sau, sau khi nó chạy vòng ra đây nè, nó chạy vòng ra thấy được cái má phía sau này nè, chứ không phải là chỗ này vẽ vô luôn đó, đánh cái chỗ tuyến ảnh này vẽ vô thôi. Thì bên này với bên này đối xứng thì mình revolve, còn bên này với bên này đối xứng nè thì mình mirror, vẽ một nửa cắt ra deselect, vẽ một nửa bên này và mirror qua đây. Rồi giờ mình làm nha, chọn mặt front tạo sketch, vẽ cho mình một cái đường centerline, sổ này ra chọn centerline nè, đi thẳng lên nè, dùng để mirror. Rồi mình dùng tiếp một cái đường centerline đi ngang qua, dùng để revolve, đó mình có hai đường centerline rồi đó. Rồi tiếp theo mình mới vẽ cái biên dạng này ra nè, từ đây ở dưới đi ha, mình sửa lại cái đường line này nè, mình kéo xuống dưới để cho nó trùng với cái hướng nhìn cho nó dễ, mọi người đỡ có nhầm cái hướng dưới. Rồi đây mình kẻ cái hình này nè, từ đây đi qua xuống về đây về đây về đây, mọi người nhớ cái biên dạng này cho mình nha. Rồi line nè, từ đây đi qua nè, đi lên nè, xéo lên một xíu nè, xuống nè, qua nè, lên này nè, qua đây nè, xuống đây nè, có thể là xuống về ngay cái dấu chấm nó cũng được luôn, và bắt về cái dấu chấm này, đó là cái biên dạng nó như vậy đây, biên dạng đó nè. Rồi đo cái thước vào thôi, cái lỗ này bao nhiêu nè, cái lỗ cẩn thận lộn với cái thang 25 nha, cái lỗ là lỗ 25, ở đây nó cũng có một chỗ đó là 28, tức là nó cộng cái bề rộng thang luôn từ cái đáy thang này nè qua tới cái đỉnh này nè là 28, mọi người cẩn thận chỗ đó. Từ đây chọn cái này vô cái đường satellite, tắt đi, mình bấm bị trượt ra ngoài rồi nè, Smart Dimension nha, chọn cái đường này vào đường center line nè, kéo qua bên này nhập là 25 đó, cái độ dày từ đây nè qua tới bên này nè là 35, từ đây nè ha tới đường center line này nè, kéo qua bên này luôn đó là 35. Rồi cái đường kính đỉnh, cái đây là cái phi đỉnh này nè, phi cái đầu này nè, phi 36, cái đầu này phi 36 này nha, bấm vào cái đầu này, cái góc này nè, chọn đường centerline này nè, kéo qua đây nhập là 36 nè, cái ngoài cùng nhất là phi 100 nè, đỉnh qua đây là phi 100 nè, là từ
từ đây nè tới đây nè, kéo ra đây nè, 100. Cái độ mỏng này là bao nhiêu? Độ mỏng ở trong này để nó cho nè, 6 nè. Từ từ đây nè, vào đây, tới kép đây ha, cạnh đây nè, vào tới cạnh center line nè, kéo qua đây, đó là 6 mm nè, đó. Rồi, từ cái đầu bên này qua đầu bên này là 14. Đầu qua đây nè, qua đầu bên này nè, 14 nè, 8 nè, cái rãnh trong là 8 nè, rãnh đây nè, tới center line nè, qua đây là 8 nè. Chiều sâu của cái này là 8 nè, từ đỉnh này xuống tới đáy của cái dây đai là 8 nè. Từ đây nè, tới đây nè. Kéo qua đây. 8. Đó. Rồi, cái góc này là 20 độ. Góc này 20 độ thì tức là một nửa của nó là đây, tới đây. Một nửa này là 10 độ. Enter. Rồi. Còn gì nữa? Còn một số cái kích thước nào nữa không? Rồi, cái vành này nè. Cái vành đây là 78 nè. Từ đây tới đây 78 nè. Tức là từ đâu? Từ đây nè. Tới đây. Từ cái chỗ này nè. Tới đây nè. Là 78. Là ngay chỗ cái bậc này nè. Ngay chỗ cái bậc này là 78 nè. Góc nghiêng này. Góc nghiêng là 12 độ nè. Mình chọn cái đường đây và góc nghiêng này, kéo ra đây. 12. Đó. Mọi người mirror một nửa bên này nè, mirror bên kia. Chọn mirror. Nhấn chuột giữ, nhấn chuột trái, nhấn giữ nó luôn, kéo qua bên này. Đừng có kéo vô cái đường centerline nha, centerline nó bị nhân lên hai đường á. Rồi kéo gần gần đó. Rồi nó sẽ lấy những cái đường màu xanh nhạt nhạt nè. Rồi, đường tâm của mình là đường đứng này. Ok. Đó. Rồi, bây giờ mình lấy cái đường này nè, cái hình này nè ha. Mình quay xung quanh cái tim này. Revolve xung quanh cái tim đó, mình chọn là feature. Revolve. Bây giờ nó chưa biết xoay xung quanh cái tim nào. Thì bấm đây nha, chọn revolve cái tim này. Ok. Đó. Là nó trở thành cái hình này, giống như cái bài đầu tiên của anh, cái lệnh đầu tiên revolve của anh Bình. Rồi, nếu cần thì bây giờ mình cắt luôn cái then rồi mình fillet sau. Thường á, cái luật của mình á, cái quy luật là mình đi cái khối đặc, xong rồi mình cắt những cái then, cắt những cái rãnh, cắt những cái lỗ, rồi mới tới cái bước là xử lý gốc, xử lý bề mặt, tức là xử lý chamfer, vắt gốc để xử lý những góc bén á, đó là cuối cùng. Thường giống như là mình đang gia công ở ngoài á, mình bỏ một cục phôi lên, xong rồi mình tiện, mình phay, mình khoan lỗ, taro, rồi mới tới bước cuối cùng là mình lấy dũa, mình dũa đi những cái cạnh chamfer những này nè, hoặc không là mình bắt lên máy mình chạy chamfer fillet, à, mình đánh dây nhám cho nó cong cong những cái góc cạnh đó, là nguyên lý nó như vậy, thì mình cũng làm y chang như vậy luôn. Rồi bây giờ mình cắt cái than trước nè, bấm vào cái mặt này nha. Tạo sketch. Rồi, vẽ cho mình một cái hình chữ nhật. Tới từ tim cũng được luôn. Loại này nè. Loại lấy từ tim nè. Bấm vào đây. Kéo ra. Đó. Nhấn cái mình thoát escape. Escape bóc thoát đi. Chọn cái tim của hình chữ nhật này nè. Cái tâm của nó đó. Tâm của hình chữ nhật này nè. Với cái đường màu đỏ này nè. Thẳng hàng với nhau. Rồi, bây giờ mình đo cái than nè. Cái than ở đâu? Trên này, than nó rộng là 6 nè. Mọi người vẽ hình chữ nhật xuống này cũng được, hoặc là vẽ hình chữ nhật qua bên này cũng được luôn. Tại vì cái đấy, đối với cái này thì nó là hình tròn xoay, thì nó xoay đâu cũng được hết. Rồi, độ rộng này nè. Là 6. Đó. Từ cái đỉnh than này tới đây là 28. Đó, bây giờ mới xài số 28 nha. Coi chừng nhầm. Đó, từ cái đáy than này nè, tới cái này nè. Là 28. Đây, nhấn cho mình nút shift. Chọn từ cái đáy này nè, lên tới đỉnh đường tròn này nè.
đó, kéo ra ngoài rồi thả ship ra, bấm chụp một cái nhập là 28, enter. Cái phần này nó dư kệ nó, giống như con dao mà nó đang sọc than thôi. Mình chọn feature, extrude cut, chọn through on là được rồi, through on là ok hết đấy, là được. Bây giờ mình phải xử lý những cạnh fillet vô đây. Fillet nè, nó có những chỗ là 0.5 mình làm trước nè, 0.5 là chỗ nào, chỗ này nè, chỗ này nè, chỗ này không biết bao nhiêu. Rồi phía trong này, hai hai cái đầu phía trong này 0.5 nè, phía trong này nè, không tiếp vào cái mặt nha, tiếp vào cái cạnh giao tuyến nha, qua đây đó. Rồi mình coi thử còn chỗ 0.5 nào không, 0.5, 0.5 thì mình làm luôn, mình đừng có sửa lại nhiều. Rồi ok, rồi mình fillet lại một lần nữa nè, đây là một một ly, thì mình quay qua cái hình mình coi thử một ly đầu này, đầu đây, đây đầu đây, đầu đây nè. Này nè, này nè, ở đây nè. Nhưng mà nếu mà chọn này mọi người cảm thấy chọn này lâu quá thì mình fillet trong sketch cũng được luôn. Rồi còn đâu nữa, cái đầu ngoài này nữa, đầu ngoài này nè. Rồi ok, tiếp theo là mình fillet 6 hai bên này, bấm fillet 6 đây qua bên này, ok đó, đó là xong rồi. Đấy ha, nếu mọi người có ai cần thả màu vô á, ví dụ như hồi nãy anh thấy có anh Bình bỏ màu xanh màu đỏ gì vô á, thì mình thả cho đúng chính xác. Nếu mà cái cạn màn hình của mình á mà nó không có hiển thị tốt á, không có lên màu tốt á, thì bây giờ mình vẫn thả màu vào nhưng mà nó không có lên đẹp thôi. Ví dụ như cái máy của mình nè thì nó có hỗ trợ, thì bấm đây vào đây nha, cái màu xanh này nè, mình chọn là gì, appearance này nè ha, chọn là metal, sổ metal này ra nè, nó có ví dụ như là steel là thép nha, thép thì bấm lên nó có rất là nhiều kiểu nè. Ví dụ trong này cái bánh đai này thường là dạng đúc đây ha, thì mình kéo ra cái vân đúc nè, cái vân đúc của nó là carbon steel đây ha, thả vào đây đó. Đó thì cái dạng của nó trở thành cái vân đúc giống như vậy nè, mọi người nhìn thấy nó có nhám 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 của những cái hạt cát á đó nha. Còn không á thì mình chọn cái loại khác, loại mịn hơn chẳng hạn. Loại này là dạng khác nè, dạng này giống như gia công chứ không phải là đúc nữa, giống như là gia công phay tiện á, nó có cái độ bóng, độ láng của dao đó. Còn nếu mà máy ai mà không hỗ trợ lên á thì nó giống như vậy, cho dù mà nó ép màu vô thì nó cũng như vậy nè, nó không có bóng ha. Nếu mà bật được review graphic lên thì được đó, ok nha. Đó là mình làm như vậy. Thì mình phải cái két của mình nè, mình quay lại cái két này nè, đây chọn edit két nè, nó đen hết luôn, nó không còn một cái chỗ nào, một cái cạnh nào màu xanh này hết, cho nên mình cố tình mình kéo nó đi ấy, nó cũng không được nè. Bây giờ mình kéo kéo cái này nè nha, những cái đường line á, mình kéo đường line này nè, không được nè đó. Thì cái file của mình vẽ chắc chắn luôn luôn lúc nào phải như vậy hết. Còn nếu mà nó bị mất một đường đi, chẳng hạn như cái này nó không còn thẳng đứng nữa, delete nè. Chờ một xíu nha.
Ví dụ như cái chỗ này nó không còn góc 12 độ này đi nha. Delete nè. Thì cái chỗ này nó còn chạy nè, chạy tới chạy lui nè. Cho nên cái vuli của mình nó bị còn chưa có ổn định nè. Đó thì mình lấy lại 12 độ là chính xác nhất. Rồi. Lúc này nó cũng có nhiều cái dạng hiển thị cho mọi người lắm. Có thể là mọi người có thể chọn cái dạng giống như cái phần nhám trên cái những cái tấm sàn á, những cái bậc thang nữa, nó tự tạo những cái phần nhám như thế này nè. Nó chỉ là cái vân thôi, về nguyên lý mọi người nhìn á, nó không có u lên đây ha, chỗ này nè, cái mặt này nó không có u lên nè, đó nó không có u lên. Đấy, nó tạo cho mình cái bóng như vậy thôi. Con này nó giống như sợi lưới B10 vậy đó. Mọi người muốn vẽ vẽ xong á thì cái mô hình của mình nó bóng bóng như thế này nè, nhìn nó có vẻ đẹp hơn. Đó là cái bài này. Bây giờ còn khoảng 15 phút nữa thì mình sửa luôn cái bài kia luôn. Cái bài bổ số 5 luôn. Thì tại vì cái bài bổ số 5 này nè, mình thấy chưa ai bỏ bài tập trong này hết nè. Chưa có ai bỏ bài tập trong này cho nên mình sửa luôn cái bài này trước để cho mọi người, nếu về tự làm trước, sửa trước nha, nhưng mà về phải tự làm trước rồi mới, nếu mà quên á thì mới mở video clip lên coi lại nha. Rồi mình mở cái này lên. Đây. Đầu tiên tạo cho mình cái ống này trước nè. Ống này trước nè. Không có đục lỗ và cũng không có tạo rỗng luôn. Không tạo rỗng, phía trong này vẽ cho này ống đặc luôn. Ống đặc này là phi. Ống đặc này là phi bao nhiêu? 1.56. Đổi cho mình qua hệ in trước nha. Đây mình tắt cái vô ly này đi. Tạo mình file mới nè. Park, ok. Rồi. Chọn mặt top là sketch. Quay về đường tròn. Vẽ cái sau đây. Chuyển về cái này trước nè, bấm vào đây. Chuyển về cái hệ in bao dây trước. Đó, mọi người hay dễ quên lắm, mình cũng rất là dễ quên cái này. Mình chọn mặt top lại, tạo sketch lại. Chọn đường tròn nè, vẽ cái này ra. Phi này là bao nhiêu? Phi này ở đây. Phi này nè. Kéo xuống dưới là 1.56 nè. 1.56. Đó. Rồi mình đụng nó lên bao nhiêu? Đụng ở chỗ này lên nè. Đây, từ đây nè tới đây nè là 3.5. Đụng mid plane nha. Nè, mọi người thấy bên này nó đối xứng với bên này không? Đụng mid plane cho nó dễ. Chọn feature extrude. Đụng chọn chế độ mid plane. Nhập cho mình là 3.5. Ok. Rồi. Bấm cái đầu trên này. Tạo cho mình sketch. Đầu trên đó tạo sketch vẽ cái hình này. Hình này thì vẽ bốn đường tròn ra. Một đường tròn, hai đường tròn, ba đường tròn và bốn đường tròn. Một đường tròn nhỏ nè. Một đường tròn lớn nè. Một đường tròn nhỏ ở đây nè. Đường tròn lớn hơn nè. Chọn cho mình, nhấn Ctrl chọn mình hai cái tim này nè. Ngang nhau. Đó. Quay lại đề. Hai cái tim nó cách nhau 2.5. Tới đây, tới đây.
sẽ là 2.5. Phi, phi nhỏ bên trong là 0.38, 0.38. 0.38 nè. Lớn này á là nó sẽ bằng r 0.5, tức là bằng 1. Phi này nè, 1 nè. Rồi, nhỏ trong này là 1 và lớn ngoài là 1.25. Nhỏ trong này nè, 1 nè. 1.25 tức là phi bằng 2.5. Cái đường này nè, 2.5. Bây giờ mọi người vẽ cho mình đường line. Rê vào các cung này nè, bấm vào đây thì tự động nó bắt tangent nè. Đó, rê vào các cung này. Đó, trong trường hợp nó không bắt tangent đúng không? Thì mọi người nhấn Ctrl, chọn cái cung này và cái đường thẳng đó, thả ra, thả Ctrl ra chọn tangent. Tương tự, Ctrl chọn cái line đó với cái đường tròn này, thả Ctrl ra chọn tangent. Làm tương tự cho phía bên này. Hoặc là đối xứng, hoặc là mình vẽ một cái đường center line ở đây. Chuyển về đường center line nè. Rồi, mirror cái đường ngang này qua bên cái đường tâm. Ok. Rồi bây giờ mình trim bớt đi. Trim bỏ phía trong này lên nè, mà trong này nè. Trong này nè. Trong này nè. Ok. Bây giờ mình extrude. Extrude khối này lên bằng với cái chỗ này nè. 2 nhân cho 0.25, tức là bên này .25 và bên này .25 nè. Nhập vào đây đó là .25. Sorry, edit lại. Sửa cái này lại nè. Sửa cái này lại nha. Có thể là bấm vào đây nè. Chọn vào đây là 2.25 nè. Đó, nó mỏng thôi chứ nó không có dày như vậy đâu. Rồi. Đó là xong được cái bát này, cái bát đầu trên này. Bát đầu trên này. Bây giờ mình có thể là mirror cái bát này xuống dưới này luôn cũng được rồi. Rồi, chọn lệnh feature nè. Mirror nè. Chọn gì? Sổ này ra nè. Sổ part ra chọn cho mình một top. Rồi, xuống ô. Feature nè. Ô feature nha. Ô feature nè. Feature ở đây, chọn cho mình cái bát này. Bấm lên cái bát này luôn. Ok. Đó, lấy được hai miếng. Bây giờ là mình tạo cái bát này. Tạo cái bát này nha. Bát này nó hợp với cái mặt này là góc 45 độ nè. Và nó xỉa ra ngoài này. Đừng có xỉa trong này, nó xỉa vào cái hướng mà của cái vòng tròn nhỏ là sai, xỉa ngược lại. Rồi, ở đây. Chọn cho mình feature. Preference. Plan. Đầu tiên là nó phải tiếp tuyến với cái trụ này. Bấm vào cái trụ này. Thứ hai là mình sổ cái này ra nha. Sổ này ra nè. Chọn cho mình cái mặt nào mà nó cắt này ra nè. Mặt cắt này ra nè. Thì mới chọn góc 45 độ được. Tại vì góc 45 độ nó đang chọn với cái góc mặt cắt ngang này nè. Đó, cắt ngang này nè ha. Thì mình chọn cái mặt đây, mặt front này nè. Sổ ra. Quay xuống dưới cái đoạn dưới nè, chọn cho mình cái góc 45. Đó, góc này nó ngược qua đây nè. Là đúng nha. Mà nó theo cái chiều như thế này, nó chiều qua cái đầu mũi nhọn này nè. Lỗ nhỏ này là sai nè. Rồi, mọi người có thể là bấm flip offset để đảo chiều. Đấy, đảo qua đây là sai nè. Đảo qua đây cũng sai luôn nè. Này cũng được, hướng này cũng được. Chuyển sao là bên này là được rồi. Rồi, cái đó cũng được luôn, ok. Rồi trên cái mặt mình mới vẽ xong á, bấm vào đây nè. Mình kéo cái này cho nó dài xuống cho mọi người dễ thấy. Kéo mũi tên này xuống cho dễ thấy. Bấm vào cái blend mới vừa tạo ra đó. Tạo cho mình sketch. Sketch. Rồi, vẽ một cái đường center line. Center line nha. Đây là rê vào cung rồi nè. Đó, nó có cái trung điểm đây nha. Qua bên này. Mọi người đừng có vẽ vô cung này nha. Cái cung này là trung điểm nó lệch vào đây á. Mọi người phải rê vào cái đoạn này nè. Đó. Cái đoạn của cái hình chữ nhật này nè.
Còn không nữa thì sao? Còn không nữa thì vẽ tùy ý. Vẽ một cái đường centerline. Bắt từ đây nè. Không còn biết trung điểm hay gì hết. Bắt từ đây qua đây. Rồi double click thoát đi. Rồi bây giờ mới bấm vào control. Chọn cái điểm tâm này nè. Với cái đường line này nè. Chọn về midpoint cho mình. Midpoint nè. Đó là được. Rồi cái path của mình nó đi sao? Đây cái path của mình là đây nè. Vẽ lên, bó cái cung, vẽ xuống, về. Vẽ một đường centerline giữa nữa nha. Để lát nữa mình đối xứng nên mình không có làm gì nhiều. Đây, mình xoay chuột lại, mình coi thử vẽ đúng không? Đúng rồi, nó ra hướng này đúng nè. Line, chọn lại lệnh line nha. Rồi, đây. Ra đây. Rê ra ngoài, rê ra trong này nè. Bó cái cung. À, bấm vào cái đường centerline đó là được. Cái chỗ này là nên vẽ trùng với cái line nè. Đó, trùng với luôn. Mình bắt vô cái line, đừng có để nó hở ra là được. Line nữa. Từ điểm này nè. Về với cái điểm màu đỏ này. Đó. Rồi, cái lỗ phía trong này là bao nhiêu? Lỗ phía trong là phi 0.44. Vẽ một cái lỗ tròn. Bắt vào đây. 0.44 tức là phi của nó là 0.22 á. À, sorry. 0.44 nè. Đó. Cái r ngoài này là bao nhiêu? 0.5. Đó cái r ngoài này nè. 0.5. Mọi người vẽ sao cho cái tâm này nè, cái tâm của cung lớn với cung nhỏ này trùng nhau và cái tâm của hai cung đó nằm trên cái đường này. Coincident, bấm control chọn cái tâm đó với cái đường thẳng coincident với nhau. Từ tim này tới cái này là 1.5. Từ tim này nè, tới cái đường này nè. Kéo ra đây, 1.5. Đó, tiếp theo. Cái độ rộng này là 1.62. Độ rộng này nè, từ đây nè, bắt qua đường centerline nè, kéo qua đây. 1.62. Đó, bây giờ mọi người mirror, bây giờ mình quét cạnh này nè, cạnh này với cung này, không lấy đường tròn nữa, đường tròn có rồi, chọn qua cái đường tâm này, rồi, ok. Đó, thì bây giờ mọi người mới extrude nó ra, extrude ra độ dày của nó nè, độ dày của nó là 0.25 nè, feature, chọn extrude nè, cẩn thận, extrude đi ngược nha, đi ra đây sai nè, đi vô trong mới đúng. Đảo vào trong nè. Là 0.25 thôi. Ok. Đó, khi này thì mình extrude nó vô tư. Nó không có sợ là bị dư trong cái phần lõi phía trong. Nếu mình vẽ cái lõi phía trong đó là bị dư rồi. Lát nữa mình cắt sau. Ẩn flare này đi. Đó. Rồi, bây giờ mà nó có một cái ngấn ở đây nè. Nó có một cái ngấn ở đây. Nghiêng vào trong 7.5 độ. Cắt một cái ngấn như thế này. Thì đầu tiên mình tạo một cái ngấn 7.5 độ trước đã. Cái mặt phẳng nghiêng 7.5 độ trước đã. Thì mình chọn Feature. Reference. Tạo Flange. Bấm cho mình cái đường thẳng line này nè. Là cái đường mà để nó xoay vào á. Và cái mặt này. Đó. Thì nó bắt đầu nó quay xung quanh cái tim này nè. Giống như cái bản lề là ngay chỗ cái trục này nè. Rồi nó sẽ hợp với cái mặt màu tím này bao nhiêu. Mình sẽ xuống cái góc này nè, mình sẽ cho biết là cái góc là bao nhiêu. 7.5. 7.5 mà đang đi ngửa ra ngoài nè, đi ra ngoài thì nó sai nè, phải flip nó lại. Đó, để đi vô trong. Lát nữa mình cắt là cắt phía trong này nè. Rồi, ok. Rồi, từ cái mặt mình mới vừa tạo đây nè. Nhớ là nó bị âm vào trong này nha. Để lát nữa mình cắt được chứ không đi ra ngoài là cắt không được. Từ mặt mới vừa tạo đây nè. Hoặc là bấm vào đây cũng được luôn. Tạo cho mình sketch. Vẽ y chang như hồi nãy. Satellite vô cái đường này nè. Đường ngang nè. Đừng bấm vào đây nữa. Đường này nè. Đi lên.
cái này nó có một cái đường gì đó mình chưa biết, đường thẳng này nè. Nó có một kích thước mà mình cũng không xác định được cái chỗ này nè. Đó. Mình vẽ cái hình như thế này lên. Line nè ha. Sổ ra nè. Chọn lệnh line nè. Từ cái tim này nha. Đi ra nè. Đi lên nè. Và về lại cái điểm satellite này. Cho cái thằng này nằm ngang nè. Rồi. Cho cái cạnh này nè. Với cái cạnh này nè. Song song. Mình phóng lớn lên nha. Để có chừng bắt nhầm vào đường á. Độ cao từ đỉnh này tới đỉnh này là 0.5. Smart Dimension. Đỉnh này nè. Tới đỉnh này nè. 0.5. Độ rộng này là 0.81. Từ đây qua đường centerline này nè. Kéo xuống. 0.81. Rồi chỗ này mình biết có fillet 0.25 cho cái góc đó. Góc này nè. Fillet 0.25. Và đây. Ok. Mình mới đối xứng cái này nè. Qua bên đây. Đối xứng qua nha. Chọn lệnh Mirror nè. Chọn quét. Nhấn chữ chuột trái quét qua bên này. Bỏ cái đường satellite ra nha. Cái ô dưới này mình mới chọn đường satellite. Rồi ok. Rồi. Mọi người chọn cho mình lệnh Extrude Cut và cắt ra ngoài. Feature. Extrude Cut. Cắt vô trong là sai nè. Cắt vô trong là sai. Bây giờ mình cắt ra ngoài nè. Đảo ra ngoài. Mình chọn là True On thôi được rồi. Không cần biết nó dài bao nhiêu hết. True On. Ok. Rồi chưa? Cái plan này nè. Không cần nữa. Bấm 2 luôn. Cái góc tọa độ này nè. Bấm 2 luôn. Đó. Rồi bây giờ. Trước tiên mình cắt cái lỗ phía trong này nè. Cái lỗ rỗng phía trong này nè. Trước khi mình cắt nó đó. Mình mirror nó qua trước. Mirror cái bát này qua trước này chứ không á là mình mirror lát nữa nó bị âm vô trong nữa, mình cắt trước xong mình mirror qua thì âm thì cũng như không. Cho nên mình mirror luôn, qua feature. Chọn mirror. Cái plan này á là sổ này ra. Chọn cho mình cái mặt giữa này nè. Đó, cái mặt chia đôi này ra nè. Xuống feature. Mình mới bấm vào cái gì? Đây nè, sổ này ra nè, nó có đầu tiên là boss nè. Sorry nha. Ở đây mình thiếu một cái nhỏ nhỏ nữa thôi. Một cái nhỏ nhỏ đó là cái chỗ fillet đây nè. Cái chỗ fillet này nè, mọi người fillet luôn cho mình là 0.28 luôn là hãy mirror thì nó tiện hơn. Này ha, mình tắt này đi, từ mirror. Mình fillet trước. Fillet trước nè, mình nhập cái này là 0.28. Rồi quay lại cái góc chỗ này. Fill cái chỗ này vô. Đó, ok. Rồi, bây giờ mình mới chọn thằng này tiếp. Mirror lại nè. Mặt này chọn mặt front nè. Feature thì mình bấm vào nè. Bot nè. Trucket nè. Và Fillet nè. Hoặc là bấm vào này cũng được, bấm vào những cái khối này cũng được luôn. Rồi, ok thôi. Đó, thì nó qua được hai cái bát bên này. Đó, mọi người thấy không? Khi bấm isometric thì nó quay lại hình như thế này nè. Và đúng. Rồi, bây giờ mình cắt lỗ rỗng. Cắt lỗ rỗng trong này nè. Lỗ rỗng trong đó là phi 1.38. Đụng tới cái trần dưới này nè. Rồi ha. Bấm đây. Mặt này nè. Là sketch. Lỗ trong á, là sketch. Phi. Mark Dimension 1.38, Enter. Rồi, Feature Extrude Cut. Nếu mình cắt làm sao á mà nó bị vượt ra ngoài này luôn thì nó cắt những cái thằng khác luôn. Bây giờ mình chọn là sổ ra, chọn Optosurface. Optosurface rồi mình chọn tới cái đáy này nè, cái lỗ lõm này nè là được nha. Nó không bị cắt lỗ. Nó vượt lố ra ngoài á. À, tắt đó là được.
Bây giờ mình chọn section mình coi thử. Section nè, đó. Để trong rồi rất là sạch sẽ nha. Không sạch sẽ, nó không còn dư cái phần giống như cái phần chỗ kia nữa. Rồi, ok. Mình còn cái hốc hình chữ nhật này nữa. Cái hốc hình chữ nhật này nè. À, hình vuông này nè. Hình vuông đó thì nó là cái kích thước nó cho ở đây. Kích thước cho ở đây nha. Thì bây giờ mình vẽ cho nó mặt nào? Mặt right này nè. Đó. Cắt từ mặt tâm này đi ra. Thì chọn mặt right đó. Tạo một sketch. Vẽ cho mình một cái đường. Centerline. Đây tim này nè. Đi qua đây. Thì lát nữa mình đối xứng thôi chứ không làm gì hết. Vẽ một cái hình chữ nhật. Bắt tim. Từ đây. Kéo ra. Thoát. Ít kéo ra thoát đi. Cái tâm này. Cái tâm nha. Đừng bấm một cái like. Tâm sáng lên nè, control, chọn cái tâm đỏ này nè, thẳng hàng với nhau. Rồi, từ cái độ rộng này là 1 nè. Độ rộng này là 1 luôn nè. Smart Dimension. Này, 1 nè. Cái này cũng 1 nè. Và khoảng giữa hai cái lỗ này là bao nhiêu? Này nó không nói từ đây tới đây bao nhiêu, nhưng mà nó nói từ đây nè tới cái mép dưới này nè bằng bao nhiêu nè, chấm 38 nè, thì tức là từ đây nè tới cái đường này nè là chấm 38 nè. Rồi mọi người cần thì fillet trong này trước cũng được, còn không á thì ra ngoài fillet cũng được. R1.25 nè, bây giờ mình fillet trong két luôn cũng được luôn. 0.125 đúng không? 0.125. 0.125. Rồi. 1 2 3 4. Ok. Rồi bây giờ mới may ra cái hình chữ nhật này qua đường ngang này. Ok. Bây giờ mình may ra nè. Quét cái hình chữ nhật này nè. Qua cái đường ngang này. Ok. Rồi mình sử dụng hai hình vuông đó. Mình cắt đi ra ngoài. Feature. Educate. Đảo chiều lại nha. Nó cắt ra bên này là sai nha. Cắm đảo chiều lại. Chọn True On. Ok. Đó. Như vậy là xong cái khối này. Ta có thể chuyển về cái đường nét đẹp này nè. Cái đường nét mà không có cái đường giao tuyến đen đen á. Cho mọi người thấy cái khối của mình nó bóng. Cái khối này nhìn nó liền lạc. Không có đường giao tuyến là mọi người thấy cái khối nó liền lạc lắm. Nhưng mà nó hơi khó nhìn một xíu. Đó. Thì cái phần này mọi người có thắc mắc gì không? Thắc mắc thì mình có thể giải đáp ngay bây giờ luôn. Đó là trình tự đi cho cái khối này là đúng chính xác nhất. Mình không có cần làm gì nữa hết. Mình không có làm dư lệnh. Đối với cái này là làm chuẩn nhất rồi đó. Rồi, anh Bình với lại anh Tâm có thắc mắc gì không? Không có thì mình sẽ coi lại cái video này nè. Trước tiên mình coi lại video thì mọi người mở cho mình cái file này lên trước. Đó, mở cái file này lên trước nè, làm trước. Tự mình làm trước. Hoặc là mình nhớ, nếu mình nhớ thì mình có thể mình nhớ lại những bước đó mình làm trước. Còn không, cách tốt nhất là tự mình làm luôn. Đừng có nhớ gì hết. Làm trước theo cái logic của mình á. Theo cái tư duy hình học của mình á, là mình làm trước như thế đó. Rồi. Nếu mà làm khó khăn quá hoặc là lâu quá thì mình mới mở lại cái video clip mình coi lại. Anh Tâm có thắc mắc gì đối với cái buổi ngày hôm nay không anh Tâm?
Rồi nếu không còn gì nữa thì mình kết thúc buổi số 6 ở đây nha. Số 6 ở đây là mình học được cái gì? Học được lệnh sweep nè. Trong sweep mình nó có là sketch hoặc là circlay nè. Ra và học được lệnh helix nè và spiral nè. Trong helix á nó sẽ có cái gì? Ví dụ ở đây mình sẽ có trong helix đó, nó sẽ có là content pick hoặc là variable pick. Rồi trong này nó sẽ có cái spiral trong này nữa đó. Mình sẽ hướng dẫn hết tất cả những option trong này luôn, không còn gì hết. Nên mọi người nắm hết và coi lại video này thì mọi người sẽ nắm vững cái helix này. Nó không còn một option nào mình không có để lại một option nào mình không nói cho mọi người hết. Rồi ha, đó là mình nhắc lại, mình củng cố lại cái bài ngày hôm nay. Rồi nếu mọi người không có thắc mắc gì nữa thì mình nghỉ nha. Rồi về làm bài tập và nhớ post bài tập vào trong Dropbox, bỏ bài tập vào trong Dropbox. Thứ hai nữa là gì? Nếu có gì thắc mắc mọi người cứ bấm share trên này, bấm gửi cái hình đó trên này, chụp lại màn hình nè, hoặc là bấm vào cái nút send file nè để mọi người gửi file đó, gửi file qua nha. Rồi chào mọi người nha.